chương 4360, chuẩn đế đa gia. Ba, 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 càng ngày càng nhiều thiên tài quỳ xuống, các tường thiên vì thánh nữ Phật tộc, tâm trí kiên định không gì sánh kịp cũng phải kỳ xuống. Uy thế tỏa ra vượt xa thánh nhân, dường như đối phương là hóa thân của thiên địa hàng lâm thế gian. Quá kinh người, một tấm da người mà thôi, không ngờ lại giống như đại đế hàng lâm thế gian. Tất cả mọi người đều run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh như mưa, không cần đoán, tấm da người trước mặt chính là đa gia Phật đó chính là chuẩn đế, chỉ thiếu chút nữa đã thành tựu tổ vương. Đế uy tỏa ra giống như đánh phá bầu trời, không ngừng có người cúi đầu và quỳ xuống. Bọn họ quá ngây thơ, dám khinh nhờn một vị chuẩn đế lột xác, quả thật là muốn chết. Vị này tàn bạo thế nào, thánh nhân còn bị hắn hành hạ tới chết, là đại ma vương dùng thi thể thánh nhân luyện thành dầu thắp sáng. Mọi người đều quỳ bái, chỉ có một mình lăng hàn còn đứng thẳng. Hắn biết rất rõ làm như vậy sẽ như hạc giữa bầy gà, quá đặc biệt, quá rõ ràng, nhưng hắn với tính cách ngông nghênh hắn sẽ quỳ xuống hay sao hắn có thể quỳ gối nhưng đó là quỳ trước người hắn tôn kính đa gia phật nhìn sang lăng hàn oanh trước mắt lăng hàn xuất hiện ngôi sao nổ tung trong vũ trụ sau đó là hình ảnh tinh không vô tận hắn có cảm giác mình quá nhỏ bé hắn không có chút ý nghĩa trong dòng sông lịch sử đã không có ý nghĩa tại sao không quỳ xuống lăng hàn cắn răng ý chí của hắn kiên định như sắt đầu có thể đứt máu có thể chảy nhưng ý chí không thể đoạt hắn hiện tại chỉ là một tiểu nhân vật nhưng trong lịch sử có đại đế nào không bắt đầu từ tiểu nhân vật ha 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 nghĩ không ra ở nơi này còn có người cốt khí như vậy đa gia phật cười to hắn không ngừng bấm đốt ngón tay sau đó lẩm bẩm thì ra bản tôn an nghỉ lâu như vậy an nghỉ ngươi đã chết rồi hiện tại hoàn hồn lại đa gia phật nhìn về phía các tường thiên hắn cười nhạt và nói cho dù ngươi chỉ là vãn bối của bản tôn, mặc dù bản tôn có thủ với A Hàm nhưng còn chưa đến mức giận chó đánh mèo lên một tên tiểu bối. Hắn dừng một chút, ngươi muốn dung hợp với da của bản tôn, từ đó giúp ngươi thoát thai hoán cốt hay sao? Mọi người đều là kinh hãi, nguyên lai các tường thiên lại có như thế đại dã tâm. Dung hợp da của chuẩn đế, không nói có tạo hóa chuẩn đế, ít nhất tương lai có thể tiến vào hàng ngũ thánh nhân. Thời thế hiện nay chưa có tổ vương, thánh nhân chính là tồn tại mạnh nhất, Cát tường thiên dung hợp ra chuẩn đế, nàng sau này sẽ bước vào hàng ngũ thánh nhân mạnh nhất. Quả thật dã tâm to lớn, đáng tiếc, không ai nghĩ một tấm da người của đa gia Phật lại có thể sống lại. Chuẩn đế, rốt cuộc là tồn tại biến thái cỡ nào? Toàn thân các tường thiên lạnh dung, ở trước mặt chuẩn đế, nàng nhỏ bé không gì sánh được, đa gia Phật chỉ bằng vào một ý niệm đã có thể chém giết nàng cả trăm lần. Đệ tử các tường thiên bái kiến đa gia Phật tổ, nàng miễn cưỡng quỳ nghiêm chỉnh, sau đó cung kính dập đầu. Đa gia Phật không nhìn nàng lần nào nữa, hắn đưa mắt nhìn sang Lăng Hàn, nhanh chân tiến về phía hắn. Lăng Hàn có thể bất khuất trước uy áp chuẩn đế nhưng không có nghĩa thân thể hắn chịu được, lúc một vị chuẩn đế tới gần, da trên người hắn như nứt ra, máu tươi chảy ra ngoài. Ha ha, đúng là tiểu bằng hữu. Đa gia Phật đưa tay nhấn một cái, Lăng Hàn dừng chảy máu. Chuẩn đế đã là người mạnh nhất hiện tại, cho nên hắn có thủ đoạn thông thiên. Thú vị, thú vị, đa gia Phật nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, giống như đang thưởng thức một kiện chân bảo tuyệt thế, nói. Không nghĩ tới bản tôn lại bỏ lỡ một lần, nhưng thiên địa vô thường, cơ hội thoáng qua lại tới. Bản tôn năm đó phát thề, vào địa ngục thành ma, siêu độ vong hồn, trở thành đế khác loại. Dường như xảy ra chút sai lầm, nhất niệm thành ma nên làm rất nhiều việc ác. Tất cả mọi người không hiểu, vì cái gì đa gia Phật lại cảm thấy hứng thú với lăng hàn như vậy, hơn nữa hắn đang nói cái gì. Vào địa ngục thành ma, siêu độ vong hồn, muốn thành đế khác loại, Kết quả lại nhất niệm thành ma, từ đó mới bắt nhiều thánh nhân tới, từ đó dần vặt thánh nhân tới chết. Một khi Phật lòng giả dạ từ bi nhập ma còn kinh khủng hơn bất cứ người khác. Một thời đại chỉ có một người thành đế, đây là thiên địa quyết định, khí vận chỉ có thể gia tăng vào một người, nhưng đa gia Phật lại muốn thành đế khác loại, quả thật là đại khí phách, đại tài trí, đại lĩnh ngộ. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thành công, ngược lại hóa thiện thành ác, hóa Phật thành ma. Con đường này của ngươi có thể đi tới đỉnh phong hay không? Đa Gia Phật nói với Lăng Hàn, giống như đang hỏi Lăng Hàn, nhưng trên thực tế Lăng Hàn không có tư cách trả lời hắn, tranh lệch giữa cả hai tuyệt đối cách xa nhau vạn dặm. Nhưng Đa Gia Phật cũng không có ý muốn Lăng Hàn trả lời, hắn tự trả lời cho hắn. Ha ha, bản tôn rất muốn xem, nếu ném một tảng đá vào vũng nước đục sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Đến, hắn phất tay sau đó nói một câu, chuẩn đế mở miệng, ngôn xuất phát tùy, hưu hưu hưu, chỉ trong nháy mắt, Ba tia sáng từ trên trần thạch thất bay xuống và xoay tròn quanh đa gia phật. Tiên hà có không ít người kêu lớn, nhưng một vị chuẩn đế đang ở trước mặt, cho dù hắn chỉ là gia người nhưng ai dám nói câu nào? Kẻ bên ngoài dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn hắn. Trong bạch liên bí cảnh có rất nhiều trí bảo, nếu nói tới thứ chân quý thì nó tuyệt đối là tiên hà. Hiện tại có ba tiên hà xuất hiện, nếu có thể thu hoạch được một đạo chính là cơ duyên vô thượng. Đáng tiếc là ở trước mặt chuẩn đế, ai dám động một ngón tay? đa gia phật xuất thủ một đạo tiên hà bay vào trong cơ thể lăng hàn sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba bắt được một đạo tiên hà đã là cơ duyên vô thượng trong bí cảnh nhưng bây giờ lăng hàn bị động thừa nhận ba đạo tiên hà quả thật làm người ta hâm mộ muốn chết tại sao có người vận khí tốt như vậy mọi người biết tất cả chuyện này đều xuất phát từ đa gia phật nhưng không ai nghe hiểu hắn nói cái gì cái gì vũng nước đục ngay cả một vị chuẩn đế đã nói là vũng nước đục đó là sự kiện lớn thế nào ngô lăng hàn kêu rên, đồng thời dung nhập ba đạo tiên hà việc này có thể giết chết hắn thử nghĩ tiên hà lôi điện không bị hỗn độn cực lôi tháp áp chế lăng hàn đã bị nó giết bao nhiêu lần nếu không phải trong cơ thể của lăng hàn có vô số sinh linh chia sẻ áp lực thức hải của hắn đã sớm bị tiên hà ảo cảnh dẫn nổ nhưng hiện tại có ba đạo tiên hà xuất hiện việc này khủng bố cỡ nào ba đạo tiên hà đều là thuộc tính lôi đình nhưng cũng không thuần túy theo thứ tự là quý thủy âm lôi ất mộc chính lôi bính hỏa dương lôi, cho nên đây là ba tiên hà khác biệt, chúng không ngừng tàn phá trong cơ thể lăng hàn, đang giết sạch sinh cơ của hắn. Nhưng đa gia Phật muốn giết hắn, đối phương không cần làm nhiều như vậy. Hắn xuất ra một trường, ba đạo thần lôi bị áp chế, chúng không cách nào tạo thành tổn thương lên lăng hàn. Chuẩn đế này tùy ý khoát tay áo, lăng hàn vận chuyển ba tiên đỉnh thôn vệ tất cả thần lôi, bắt đầu dung hợp. Trường 4361, ba đạo đạo tiên hà. Dựa theo lời của Lăng Hàn, hắn lập tức có được ba đạo tiên hà và tu ra ba đạo thần quang tuyệt thế, đây là chuyện tốt lớn bằng trời. Nhưng cảm giác bị người ta khống chế, nhưng nếu hắn cảm thấy thân bất do kỳ thì không được, trong nội tâm của hắn sẽ cực kỳ khó chịu. Chờ hắn bước vào chuẩn đế, hắn tuyệt đối phải đánh đa ra Phật một trận. Ách, chuẩn đế là chuyện không biết bao nhiêu năm sau, đối phương chỉ còn lại tấm ra người, hắn làm sao đánh. Lăng Hàn im lặng thừa nhận, hắn rời lực chú ý vào luyện hóa tiên hà hắn lại không biết lúc này có bao nhiêu người đang hận hắn. Khốn khiếp, đây là chuyện tốt không biết bao nhiêu người cầu mà không được, người chiếm được còn kén ba chọn bốn. Người không muốn chỗ tốt nhưng ta rất muốn, đáng tiếc, nơi này không ai động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng hàn hạnh phúc trong thống khổ. Các tường thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đây là đại năng Phật tộc trong quá khứ, hắn lại ban đại cơ duyên cho người ngoài, nàng làm sao chịu nổi. Được sự trợ giúp của một tên chuẩn đế, Lăng Hàn nhanh chóng dung luyện ba đạo tiên hà, cũng dung hợp làm một với tiên đình, từ đó biến thành thần thông của hắn. So sánh với nhau, hắn đạt được đạo lôi đình đầu tiên có lẽ là hỗn độn thần lôi, uy lực còn mạnh hơn một chút, mặc dù cũng mạnh cũng có hạn. Hắn có cảm giác như đang nằm mơ, hắn đạt được ba đạo tiên hà cùng một lúc, từ đó hắn đã có năm đạo thần quang. Ha ha, bản tôn hiện tại thật sự rất chờ mong tương lai sẽ náo nhiệt cỡ nào. Đa gia Phật cười ha ha, hắn vẫy tay, tất cả những thánh dược kia bay tới và dung hợp với thân thể của hắn. Có những thánh dược này, bản tôn có thể hành tẩu trên thế gian ba ngày, hoàn thành một chút bố cục. Đa gia Phật lẩm bẩm, hắn cất bước biến mất tại chỗ. Chuẩn đế vừa đi, tất cả mọi người dần dần khôi phục lại từ uy áp đáng sợ, rốt cuộc bọn họ đã có thể ngồi dậy, quần áo toàn thân bọn họ đã ướt đẫm. Trời ạ, à, chúng ta nhìn thấy cái gì? Một vị chuẩn đế, không, chỉ là một miếng da của chuẩn đế lột da. Thật không thể tin nổi, một vị chuẩn đế đã sớm hóa đạo nhưng lột da lại có thể sống lại sau ngàn vạn năm. Tất cả mọi người hô to, chuyện hôm nay nhất định sẽ khắc ghi trong trí nhớ của bọn họ, làm cho bọn họ biết thủ đoạn của tổ vương nghịch thiên thế nào. Đáng tiếc, thánh dược đã không còn, nghe ra đa Phật tự nói, những thánh dược này chỉ giúp túi da của hắn trèo trống ba ngày, đây quả thực là lãng phí lớn bằng trời, nếu thả trên người bọn họ, thứ nào cũng có thể giúp bọn họ thoát thai hoán cốt, sống lâu thêm mấy vạn năm. Thánh dược không còn nhưng tiên hà vẫn còn trên người của ngươi. Lúc này có người nhìn sang lăng hàn, một đạo tiên hà đã đủ làm người ta điên cuồng, ba đạo thì sao? Không có ai biết, kỳ thật Lăng Hàn đã dung hợp năm đạo tiên hà, bằng không sẽ càng làm bọn họ điên cuồng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đây chính là một vị chuẩn đế cho, các ngươi dám cướp. Hắn nói câu này đã làm mọi người cau mày, đúng vậy, đa gia Phật đã đi, nhưng người nào biết chuẩn đế mạnh đến mức nào, có thể dùng một ý niệm hiển hóa thì sao? Trên đời này, còn có người chuẩn đế giết không được hay sao? Cho nên cho dù động thủ cũng phải chờ ba ngày sau, chờ vị chuẩn đế kia triệt để hóa đạo. Nhưng đám sinh đan cảnh lại tiến lên hàn huyên với lăng hàn, đó là kẻ tới từ bên ngoài, hơn nữa còn đạt được chuẩn đế yêu ái, tương lai tất nhiên bất khả hạn lược, cho nên giao hảo với hắn sẽ không xấu. Bọn họ đã sớm bước vào sinh đan, được tiên hà cũng không có khả năng dung hợp vào trong tiên đỉnh, cho nên không có xung đột lợi ích với lăng hàn. Thậm chí trong đó có ba sinh đan của đồng gia, mỗi người rất khách khí, hy vọng Lăng Hàn có thể đến nhà bọn họ làm khách. Lăng Hàn cười nói, được, ngày khác ta nhất định sẽ tới nhà bái phỏng. Hắn đã sớm quyết định, chờ sau khi bước vào sinh đan sẽ đi tính sổ với đồng gia, cho nên đây là chuyện tất nhiên. Ba sinh đan đồng gia nào biết kẻ này chính là kẻ thù mà bọn họ muốn giết, nghe vậy tự nhiên vui mừng. Bọn họ đang suy nghĩ nên gả nữ tử nào trong gia tộc cho hắn, chờ bụng lớn lên sẽ ép buộc Lăng Hàn. Oanh, mặt đất chấn động, cho bụi rơi xuống thật nhanh nơi này sắp sụp đổ đi mau mọi người vội vàng rời đi nơi đây đã không có thứ tốt còn lưu lại làm gì bộ quan tài kia ha ha nó dùng tiên thụ đỉnh cấp chế thành nhưng bản thân lại không có công dụng gì hơn nữa còn là quan tài trôn tấm ra người có kẻ nào dám muốn tả vật như vậy mọi người cùng nhau chạy ra ngoài nơi này đã biến thành địa ngục bọn họ đã sớm muốn rời đi nhưng còn có vài người không hành động trong đó có lăng hàn cát tường thiên và hai mươi mấy tên thiên kiêu tuổi trẻ mục tiêu của bọn họ chính là bộ quan tài kia. Thứ này do mẫu thụ đỉnh cấp tạo thành, bản thân đã có giá trị liên thành, ra đa Phật dùng thứ này để chôn bản thân mình, nó chắc chắn có giá trị. Trong đó tất có bí mật, xeo, có người xông tới cướp đoạt, người này vừa hành động đã dẫn phát hỗn chiến. Lăng Hàn cũng gia nhập tranh đoạt, cho dù thực lực hắn mạnh mẽ, mỗi một thiên kiêu ở nơi này đều hơn người, nếu đơn đả độc đấu, Lăng Hàn có chiến thắng dễ dàng. Nhưng nếu bị vây đánh, hắn không dám tranh phong, dù sao những siêu cấp chú đỉnh này liên thủ cũng có thể giải quyết sinh đan sơ kỳ. Oanh, trong hỗn chiến, quan tài màu đen bị đánh nát và hòa thành bảy khối gỗ lớn cùng mấy chục khối gỗ nhỏ. Mọi người lập tức cướp đoạt, ầm ầm ầm, chiến đấu càng kịch liệt, mỗi người đều dùng toàn lực, hoàn toàn không bảo lưu chút nào. Lăng Hàn hừ một tiếng, sát khí xung kích ập tới, bất cứ người nào cũng không chịu nổi, ba đạo lôi đỉnh tấn công đám người. Không người nào có thể địch lại hắn, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lăng Hàn thừa cơ giành lấy ba khối gỗ lớn nhất, hắn nghĩ nghĩ và quả quyết rời đi. Nếu có lòng tham, có khả năng hắn sẽ bị trôn tại nơi này, bị tất cả mọi người vây công, cho nên hắn đã đắc thủ ba khối gỗ lớn nhất, thu hoạch kinh người, không bằng cứ rời đi. Quả nhiên, mặc dù thấy Lăng Hàn rời đi nhưng nơi này còn bốn khối gỗ lớn và rất nhiều mảnh vụn, cũng không ai truy kích Lăng Hàn. Không bao lâu, các tường thiên đã giành được một khối gỗ lớn, nàng không có ham chiến và rời đi. Ba khối gỗ lớn còn lại cũng bị đoạt lấy những người còn lại cướp đoạt mảnh gỗ nhỏ. Lang Hàn lướt đi, chờ sau khi rời khỏi Hắc Thiên Thần Miếu, hắn nghe tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất bắt đầu lún xuống, từng tòa đại điện chìm vào mặt đất. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó không do dự bay ra khỏi nơi này. Nửa ngày sau, hắn đã đi vào đầm lầy lớn, hắn bắt đầu cải biến tướng mạo và linh hồn ba động, sau đó tiến vào một tòa thành thị khác tìm kiếm manh mối. Năm đạo tiên hà, còn thiếu bốn đạo, chương 4362, vạn thú lĩnh. Lăng Hàn còn chưa bắt đầu tìm hiểu dị tượng đã gặp một sự kiện, đó chính là hắn đã tu đến thất đỉnh viên mãn, có thể đột phá. Bị một vị chuẩn đế dùng thủ đoạn hòa tan tiên hà vào thân thể, tu vi của hắn cũng tăng lên. Dựa theo lời của chuẩn đế, lực lượng như vậy không có ý nghĩa, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói đủ giúp hắn đạt tới thất đỉnh viên mãn. Hắn bắt đầu xung kích bát đỉnh, hiện tại, hắn cảm thấy áp lực và độ khó, bảy cái tiên đỉnh đang đối kháng và bài xích lẫn nhau, không cho tiên đỉnh thứ tám hình thành giống như lúc hắn tu ra tiên đạo cơ thạch thứ hai và thứ ba, hắn không có dẫn động sinh linh lực trong cơ thể bởi vì hắn có thể dùng thực lực bản thân ngăn cản bài xích chậm rãi hạch tâm tiên đỉnh hiển hiện hóa thành phôi tiên đỉnh sau đó chậm rãi lớn mạnh bảy ngày sau đó lang hàn cười khổ bát đỉnh thành hắn thét dài một tiếng đứng lên sau đó hoạt động tay chân một lúc lực lượng chấn động hùng hậu dường như hắn có thể xuất một quyền đánh nát bầu trời bát đỉnh của ta có thể so với hung thú thập nhất đỉnh thập chí mạnh hơn nhưng ta có cảm giác ta vẫn không địch lại sinh đan sơ kỳ không biết tu thành cửu đỉnh cực hạn có thể địch lại sinh đan hay không lang hàn tiếp tục đi tìm hiểu tin tức tìm kiếm tin tức liên quan đến tiên hà mặc dù ma nguyên vực không nhỏ nhưng có hệ thống thông tin hoàn thiện bởi vậy tin tức truyền đi rất nhanh lang hàn bỏ ra một chút thời gian đi điều tra hắn đã tìm hiểu rõ tin tức phong kế hành vận khí nghịch thiên bắt được một đạo tiên hà tống lam thu được đại cơ duyên cũng đột phá cửu đỉnh có thiên tài mới xuất hiện, tên là Triệu Vô Cực, chiến lược kinh người, thậm chí tuyên bố muốn khiêu chiến phong kế hành. Đối với tin tức này, Lăng Hàn ném ra sau đầu, hắn tin tưởng vững chắc tự thân cường đại, mặc người mạnh hơn thì thế nào, ta có thể dùng một quyền đánh ngã. Vạn thú lĩnh, hắn nhìn thấy một tin tức, trước đó có một lượng lớn kẻ tới từ bên ngoài chạy tới nơi này, bởi vì chỗ đó hư hư thực thực có một đạo tiên hà. Nghe nói, ở bên trong vạn thú lĩnh có một đạo tia sáng màu vàng óng thỉnh thoảng lướt qua chân trời, nương theo đó là dị tượng xét đánh kinh người. Nó có khả năng là một đạo tiên hà, đáng tiếc, vẫn không nhìn thấy tin tức của đám người nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu. Có lẽ, bọn họ là trúc cơ, căn bản không thể tiến vào ma nguyên vực. Lăng Hàn xuất phát đi tới vạn thú lĩnh, nếu có thể ở tu đến cửu đỉnh, đồng thời đạt được chín đạo tiên hà, như vậy tu vi của hắn sẽ hoàn mỹ và đột phá sinh đan. Đến lúc đó hắn giống như nắm giữ chín môn đế thuật, chiến lực của hắn sẽ mạnh tới mức nào thật chờ mong, hai ngày sau đó, Lăng Hàn đi tới vạn thú lĩnh. Đó là sơn lĩnh nguyên thủy, có lượng lớn hung thú sinh sống, thậm chí có cả cấp bậc chân ngã cảnh, bởi vậy thế lực bản thổ ma nguyên vực cũng không dám tùy tiện xâm nhập, bởi vì không cẩn thận sẽ chết người. Vạn thú lĩnh không phải một ngọn núi, mà là dãy núi núi liền không dứt, lãnh thổ rộng lớn không gì sánh được. Không cần tiến vào, Lăng Hàn đã có thể nghe thấy tiếng hung thú giống lớn, màng tai hắn rung động đầy đau đớn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, Hắn muốn đi lên con đường mạnh nhất, cho dù nguy hiểm thì thế nào, hắn vẫn xông vào. Nơi này cũng không phải chỉ có tiên hà, còn có tiên dược, tiên dược cao dai, bởi vậy dù là hung thú thành đàn vẫn có người xông vào hái thuốc, bao quát võ giả đến từ bên ngoài. Lăng hàn đi vào sơn lâm, hắn dạo bước mà đi, có tiên dược đương nhiên được, nhưng hắn chủ yếu nhất tầm nhìn hay vẫn là tìm được tiên hà. Ngang, hắn đi lên phía trước, đột nhiên nhìn thấy một con gấu đen đi ra, gấu đen cao khoảng 10 trượng thất đình lăng hàn không xuất thủ hắn chỉ lạnh lùng nhìn con gấu đen kia gấu đen gào thét tại sao một tiểu tử nhỏ bé dám đối mặt với nó nhưng nó lập tức phát hiện ánh mắt lăng hàn lạnh lẽo mà đáng sợ toàn thân nó lạnh run nó rên rỉ sau đó xoay người chạy đi ầm ầm từng cành cây ngã xuống nó nhanh chóng biến mất không còn tung tích nếu như có người nào nhìn thấy bọn họ tuyệt đối sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi sở dĩ hung thú được gọi là hung thú bởi vì chúng hung tàn chỉ có bản năng giết chóc, không có trí tuệ. Nó bị ánh mắt lang hàn dọa sợ, quả thật là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, nhưng hung thú có bản năng tránh giữ tìm lành, ánh mắt lang hàn quá kinh khủng, còn hung thú kia biết nó sẽ bị giết chết giống như gặp phỉa vương thú, từ đó nó đã lựa chọn bỏ chạy. Lang hàn cười một tiếng, cái nhìn của hắn không mang theo sát khí xung kích, cũng không vận dụng uy áp của tiên đỉnh, ánh mắt chỉ ngưng tụ kinh khí thần của hắn mà thôi. Đây là cường giả phong thái, giống như đa gia Phật, hắn cần tận lực vận chuyển khí thế đi đè người sao. Lăng Hàn không lựa chọn truy kích, hắn tiếp tục đi tới. Hắn không rõ mình cần đi nơi nào, hắn chỉ biết mình đang đi dạo khắp nơi. Nhưng nơi này có quá nhiều hung thú, Lăng Hà nhanh chóng gặp hung thú khác nhưng thực lực kém hơn quá nhiều, chỉ có thực lực trúc cơ mà thôi. Nó vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền cục đuôi chạy đi, Lăng Hàn vận dụng ý niệm huyến cảnh thần mang tập kích, thân thể con hung thú kia dừng lại. Nó vẫn duy trì tư thế chạy nhưng thân thể không nhúc nhích, cảnh này rất a dị, con mắt nó mang theo khủng hoảng, hiển nhiên đang gặp ác mộng. Huyến cảnh thần mang làm người ta rơi vào ảo cảnh mà không biết, cho dù là hung thú cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn cười một tiếng, vẫy tay, hắn thu hồi ảo cảnh, con hung thú kia lại chạy thêm hai bước sau đó ngã xuống đất. Trúc cơ té ngã đúng là hiếm thấy, từ đó có thể thấy huyến cảnh thần mang đáng sợ cỡ nào. Lăng Hàn trèo đèo lội suối, trên đường đi hắn dùng hung thú thử nghiệp, thể ngộ diệu dụng khi dùng huyến cảnh thần mang. Hai ngày sau, hắn đi tới cạnh hồ nước trời cao xanh thẳm lang hàn có sở ngộ hắn ngừng lại và ngồi trên tảng đá bên hồ hắn cởi giày và ngâm chân vào trong hồ ha ha đúng là quái nhân không ngờ lại nghịch nước ở nơi này giọng nói của một nữ tử vang lên lang hàn nghiêng đầu nhìn sang nhìn thấy bốn người đang đi tới hai nam hai nữ hai tên nam tử dáng người thon gầy cao lớn đẹp trai hai nữ tử là mỹ nhân nhưng có phong cách khác lạ một xinh xắn lanh lợi một có đôi chân dài thân cao không thua gì nam tử. Mỹ nữ cao nói, người ta muốn làm gì là tự do của người ta, đừng đi cười người khác. Biết rồi viện tỷ, Mỹ nữ xinh xắn gật đầu. Ha ha, ngâm chân hóng mát trong vạn thú lĩnh đã rất trang bức, cũng khó trách tiểu thanh nói hắn. Một tên nam tử nói ra, Mỹ nữ xinh xắn nhìn thấy nam tử nói giúp, nàng tươi cười vui vẻ, ánh mắt mang theo tình ý nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng làm như không thấy, hắn lại đưa mắt nhìn nữ tử cao. A, à, Thật là loạn, chương 4363, anh hùng, nói bằng bản tâm, mặc dù hai nữ tử đều là đại mỹ nhân nhưng nữ tử cao vẫn hơn một bậc, cho dù là dung mạo hay khí chất, có thể nói đã nghiền áp toàn diện. Đi thôi, mỹ nữ cao cười áy náy với Lăng Hàn, sau đó gọi đồng bạn tiếp tục đi tới. Ngao, đúng lúc này, một tiếng thú giống vang lên, một con mãnh hổ màu trắng lao tới, bành bành bành, sau lưng nó cây cối đổ ngã nghiêng. Cẩn thận, hai tên nam tử đồng thời hét lớn một tiếng bọn họ cùng xuất vũ khi tấn công mãnh hổ. Bọn họ đều dùng kiếm, hai đạo kiếm quang bay qua và hòa thành hai tia sáng chói mắt chém vào mãnh hổ. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của mãnh hổ, chỉ thấy mãnh hổ vung móng vuốt lên, ba, ba, hai đạo kiếm quang đồng thời vỡ nát, mãnh hổ vẫn lao tới với tốc độ không giảm. Không tốt, con mãnh hổ này có thực lực thất đỉnh. Mau chạy đi, nhưng hung thú đã lao tới, làm sao chạy bây giờ? mỹ nữ cao cắn răng nàng lấy một vật trên cổ xuống sau đó tấn công mãnh hổ ầm um, một tia sáng bộc phát nó hóa thành một chiếc lồng và bao vây mãnh hổ vào trong hổ giữ nhảy nhót tương bừng vùng móng tới tắp nó muốn phá lồng mà ra nhưng chiếc lồng được chế tạo đặc biệt nó giống như dây thừng đang siết chặt tốt hai tên nam tử và mỹ nữ còn lại gieo hò Chỉ ít hung thú cấp bậc thất đỉnh đã bị giam cầm bọn họ rất hân hoan mỹ nữ cao rất đau lòng đây chính là trí bảo phòng thân của nàng không nghĩ tới lại sử dụng lúc này. Nhưng nhìn thấy đồng bạn không có việc gì, nàng cũng cười cười vui vẻ. Tiểu tử lỗ máng, còn không mau cảm ơn viện tỷ. Mỹ nữ xinh xắn quát lăng hàn, nếu không có viện tỷ xuất thủ, người bây giờ đã bị mãnh hổ ăn thịt. Nam tử áo trắng cũng nói, tên nam tử áo xanh cười cười, dường như tự trọng thân phận nên xem thường nói chuyện với lăng hàn. Lăng hàn kinh ngạc, hắn trêu ai ghẹo ai, hắn chợt có sở ngộ, mình đang rửa chân bên hồ lĩnh ngộ thập bát la hắn thủ, tại sao liên tục bị người khác quấy dày. Ta không cầu các người cứu giúp, Lăng Hàn giang tay ra, dáng vẻ rất đáng ăn đòn. Ba người kia giận dữ, người quá vô nghĩa, rõ ràng được cứu một mạng lại còn có sắc mặt như thế, tức chết người đi được. Mỹ nữ cao cũng không vui, mặc dù nàng xuất thủ không cần Lăng Hàn cảm kích, nhưng người cũng không thể không biết tốt xấu như vậy. Lăng Hàn cười một tiếng, ai bảo các người chọc ta, xem có tức chết các ngươi hay không. Dạng người này nên bị hung thú ăn thịt. Mỹ nữ xinh xắn tức giận nói ra, đúng là bạch nhãn lang, nam tử áo trắng lắc đầu, Mỹ nữ cao lắc đầu nói, được rồi, chúng ta đi thôi, ngao, nhưng vào lúc này lại có tiếng hổ gầm vang lên, chỉ thấy cây cối ngã xuống, một con mãnh hổ màu vàng xuất hiện. Không được, bốn người biến sắc, con hung thú này còn đáng sợ hơn con trước, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Mỹ nữ cao rút châm ngọc ra, đây cũng là một kiện pháp khí lợi hại. Xeo, nàng còn không có xuất thủ, một bóng người lao tới ầm con mãnh hổ màu vàng bị đánh bay ra ngoài một bóng người đáp xuống đứng chắp tay trên người tỏa ra uy thế vô tận phong đại ca lúc này bốn người đều kêu to mừng rỡ không gì sánh được người đột nhiên xuất thủ chính là phong kế hành gió nhẹ thổi qua sợi tóc của hắn bay bay có một loại cảm giác phóng khoáng và ngông nghênh. nhất là hai mỹ nữ ánh mắt bọn họ mê ly giống như trái tim đang mềm nhũn ra a à, ra hỏa này vận khí thật tốt nhiều lần được người khác cứu nam tử áo trắng nhìn về phía lăng hàn trên mặt mang theo thần thái chán ghét kẻ như vậy phải bị hung thú ăn thịt ánh mắt phong kế hành đảo qua trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hiện tại lăng hàn đã khôi phục gương mặt thật cho nên hắn cũng không nhận ra nhưng hắn có cảm giác người này quen thuộc nhưng tuyệt đối không phải bằng hiếu cũ là người bị hắn chán ghét mới đúng kỳ quái rõ ràng chưa từng gặp qua vì sao lại có cảm giác như vậy hơn nữa hắn là tồn tại cỡ nào ai có tư cách bị hắn chán ghét lăng hàn nhìn thấy phong kế hành chiến ý của hắn tăng lên hắn mỉm cười thế nào không biết ta sao tiểu tử không nên thiếp vàng lên mặt mình ngươi làm sao xứng biết phong đại ca nam tử áo trắng lên tiếng quát mắng người này thật đáng ghét đúng đấy phong đại ca chính là đệ nhất thiên bắc thiên vực tài làm sao có thể quen biết ham miêu a à cậu chứ mỹ nữ xinh xắn phụ họa tâm thần lăng hàn hơi suy nghĩ gương mặt hắn biến hóa là ngươi phong kế hành tức giận gia hỏa này chính là người được Tống Lam xuất thủ bảo hộ. Hắn sinh ra sát cơ, trước đó hắn không nắm chắc chém giết Lăng Hàn, nhưng bây giờ khác biệt, hắn đạt được một đạo tiên hà, tu ra thần thông có thể sánh ngang đế thuật. Hắn bị áp chế lực lượng nhưng thần mang thì không, cho nên, lần này hắn hoàn toàn chắc chắn có thể xử lý Lăng Hàn. Đúng là tìm nát giày không tìm thấy, không muốn đi tìm lại gặp phải. Hắn thản nhiên nói, nghe nói người đạt được ba đạo tiên hà, ha ha, vận khí đúng là quá nghịch thiên. Cái gì, bốn người Mỹ nữ cao giật mình, tiên hà, đây chính là trí Chí bảo trong trí bảo, đạt được một đạo đã làm người ta hâm mộ muốn chết, đạt được ba đạo là khái niệm gì. Mạnh như phong kế hành cũng chỉ đạt được một đạo tiên hà mà thôi. Thế nào, người hâm mộ sao? Lang Hàn cười nói, phong kế hành cao ngạo nói, ha ha, cũng chỉ có tiểu nhân vật như ngươi mới chấp nhất số lượng tiên hà. Chẳng lẽ ngươi không biết, thời điểm đột phá sinh đan chỉ có một tiên đỉnh thai ngén ra tiên đan hay sao, các tiên đỉnh khác đều biến thành chất dinh dưỡng cho nên cho dù ngươi luyện hóa ba đạo tiên hà thì sao chỉ có một cái còn bảo tồn ngươi chỉ có một thần thông mà thôi một đạo tiên hà và ba đạo tiên hà thì có gì khác nhau a à, nói như vậy dùng hợp chín tiên hà luyện ra chín đạo thần thông chẳng phải không có ý nghĩa rồi đúng thế thần thông đến từ tiên hà nếu tiên hà chôn vùi thần thông tự nhiên biến mất lang hàn nghĩ nghĩ lắc đầu đa gia phật chính là chuẩn đế tại sao hắn đánh ba đạo tiên hà vào trong người của mình. Chuẩn đế sẽ làm chuyện không có ý nghĩa hay sao, cho nên, tiên hà nhất định có biện pháp bảo lưu lại. Lăng Hàn mỉm cười, người không ăn được nho thì nói nho xanh, ta hiểu rồi, không cần nói. Phong kế hành thức giận, người ngớ ngẩn sao, không nghe thấy hắn phân tích sao. Người bây giờ có được ba đạo tiên hà quả thật hơi mạnh, nhưng chỉ cần bước vào sinh đan, người chỉ có thể bảo lưu một tiên hà mà thôi. Người cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi, Xem ta lấy mạng ngươi thế nào." Hắn nhanh chân lao tới gần Lăng Hàn, oanh, khí thế bộc phát không giữ lại, hắn muốn dùng tư thế mạnh nhất tiêu diệt Lăng Hàn. Chương 4364, bị thương, phong đại ca sắp xuất thủ. Ha ha, tiểu tử này muốn ăn đòn, nên giáo huấn thật tốt. Hắc hắc, lần này hắn thảm rồi, phong đại ca mạnh cỡ nào, một khi hắn xuất thủ, tên kia sẽ bị ăn đòn. Đám người nam tử áo trắng lên tiếng, chỉ có mỹ nữ cao rụt rè không nói lời nào. Trong lúc nói chuyện, phong kế hành đã tới gần, khí thế của hắn bộc phát tới cực hạn giống như sắp đột phá ngưỡng cửa chú đỉnh, phá vỡ tiên đỉnh tiến vào sinh đan cảnh. Trên thực tế, chiến lược của hắn thật sự không kém gì sinh đan sơ kỳ. Lăng Hàn bình thản, hắn rút hai chân lên và đứng dậy, ống quần cuốn tới đầu gối, hai chân trần trụi, dáng vẻ như vậy không giống thiên tài tuyệt thế. Người thật cuồng ngạo, phong kế hành lạnh lùng nói ra, hắn xuất ra một trường, gió nổi mây phun, sóng lớn vỗ bờ. Lăng Hàn không sử dụng uy áp tiên đỉnh, hắn hiện tại đã là bát đỉnh, chẳng lẽ còn không đánh lại Phong kế hành hay sao? Oanh, hai người va chạm với nhau, thân thể hai người lắc lư, Phong kế hành hơn mạnh hơn về mặt sức mạnh nhưng chênh lệch đã rất nhỏ. Phốc, bốn người kia ngạc nhiên, đôi mắt mở to, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Thật sự quá kinh người, đây chính là Phong đại ca, bài danh tinh võng 12, chú đỉnh cảnh đệ nhất nhân trong Bắc Thiên vực, hiện tại có người chống lại hắn. Chẳng lẽ đây là Nam Cung Hào người bài danh thứ hai trong chú đỉnh cảnh tại Bắc Thiên vực hay sao? Không đúng, Nam Cung Hào trời sinh tóc trắng, hơn nữa hắn có bệnh thích sạch sẽ, làm sao có thể giống như người này, có thể tùy tiện ngồi rửa chân bên hồ. Phong kế hành biến sắc, một kích này hắn chỉ chiếm thượng phong nho nhỏ. Phải biết, hắn hiện tại đang ở trạng thái toàn thịnh, thực lực không bị suy yếu chút nào. T, việc này chỉ có một khả năng, lần trước Lăng Hàn chiến đấu với hắn, còn không phải cửu đỉnh bây giờ cảnh giới đối phương lại tăng thêm một bậc, từ đó có thể dễ dàng chống lại hắn. Họa lớn trong lòng, phong kế hành nói thầm, mặc dù chỉ nói lực lượng đơn thuần, Lăng Hàn vẫn không bằng mình, nhưng tiên đỉnh của đối phương lại cực kỳ quỷ dị, có thể suy yếu lực lượng của hắn, đến lúc đó nó lại bộc phát, hắn sẽ lâm vào hạ phong. Đường N. N. Hiên, hắn cho rằng Lăng Hàn hiện tại khẳng định là cửu đỉnh mà không phải bát đỉnh, đây là kiêu ngạo thuộc về hắn. Hắn giết tới lần nữa, phát động thập bát la hán thủ tấn công Lăng Hàn mấy ngày trôi qua hắn tu hành môn công pháp này tới năm thành uy lực mặc dù bảo thuật cấp tôn giả không bằng thánh cấp cùng đế thuật nhưng trong cấp độ chú đỉnh bảo thuật như thế không kém chút nào oanh 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 phong kế hành cường thế xuất thủ hắn muốn dùng thế xét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt lăng hàn lăng hàn cũng không khách khí màn sáng tinh thần xuất hiện đỡ được công kích của đối phương sau đó lại phản kích cường thế đại la thiên bảo thuật phong thần thối đại nhật triều thiên trưởng thập bát la hán thủ Hắn liên tục vận dụng bảo thuật cấp tôn giả, hơn nữa đang không ngừng thay đổi ý cảnh và biến hóa, giống như chúng không phải bảo thuật độc lập, mà là một bộ hoàn chỉnh. Phong Kế Hành ngạc nhiên, hắn đã bị áp chế, bản thân chật vật không chịu nổi. Không phải chứ? Bốn người nam tử áo trắng ngạc nhiên, trong mắt bọn họ phong đại ca vô địch bị người ta đè đánh. Hơn nữa người này cũng không phải là sinh đan, chỉ là một tên chú đỉnh mà thôi. Thật không thể tin nổi. Hừ, Phong Kế Hành cười lạnh hắn cũng vận dụng pháp khí một đạo kiếm quang chém nát màn sáng tinh thần lực phá hoại thật mạnh lăng hàn kinh ngạc thanh kiếm này có phẩm giai không thấp đây là hàng nhái thánh binh tinh vân kiếm nhưng vật liệu chế tác có cấp bậc thất tinh phong kế hành cao ngạo nói tăng thêm ta dung nhập một tia thần thức vào nó đã trở thành pháp khí bản mệnh của ta vô địch chú đỉnh hắn cảm thấy tiếc nuối khi đấu bài danh chiến trên tinh võng không được dùng pháp khí nếu không với thực lực của hắn tăng thêm tinh vân kiếm hắn làm sao có thể xếp thứ 12. Đương nhiên, hắn hiện tại bước vào cửu đỉnh, không dựa vào tinh vân kiếm vẫn có thể tiến vào trước 10. Đến đây, Lăng Hàn không vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, cuồng vọng, phong kế hành cười lạnh, hắn đã vận dụng bảo khí nhưng Lăng Hàn lại tay không tất sắt, đối phương cuồng vọng cỡ nào. Nhưng rất đúng lúc, hắn chỉ muốn lấy mạng Lăng Hàn chứ không phải đánh một trận. Hắn cầm kiếm tấn công, tinh vân kiếm gọt qua, không khí bị xé rách, từng khe nứt màu đen xuất hiện, kiếm ý trùng thiên giống như muốn chém nát ngôi sao. Đương nhiên đây là việc không thể nào, đổi thành tinh vân kiếm chân chính mới có thể, hơn nữa còn phải xem nó nằm trong tay ai. Lăng Hàn thét dài một tiếng, sát khí xung kích gặp tới, cho dù là phong kế hành thì thế nào, hắn vẫn lâm vào mê muội ngắn ngủi, chờ hắn tỉnh táo lại, nắm đấm của Lăng Hàn đã tới trước mặt. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ dùng bí lực bảo hộ gương mặt, từ đó ngạnh kháng một kích này. Nhưng phong kế hành là người bình thường hay sao? hắn hét lớn một tiếng nghi tâm vỡ ra một ký hiệu cổ quái xuất hiện và dính vào nắm đấm của lăng hàn thứ này rất kỳ lạ cũng không phải lực lượng kinh thiên nó chỉ làm lăng hàn dừng lại nhưng khi ký hiệu này lại biến mất lăng hàn khôi phục tự do và xuất quyền lần nữa phong kế hành bắt lấy cơ hội trong nháy mắt này tránh thoát ra xa hắn đã tránh được một kích của lăng hàn sau một kích hai người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên Lăng Hàn không nghĩ tới Phong Kế Hành có thể nắm giữ bí pháp như vậy, lại có thể ngăn cản công kích của mình, thứ đó không phải lực lượng cường đại nhưng rất quỷ dị. Phong Kế Hành cũng không nghĩ tới thủ đoạn của Lăng Hàn đáng sợ như vậy, vì ngăn cản Lăng Hàn trong nháy mắt, hắn đã sử dụng tới tuyệt chiêu. Hai người đều có kiêng kỵ, trong tay đối phương còn nắm giữ tuyệt học gì? Ngươi đã nắm giữ ba đạo thần mang, ta muốn lãnh giáo một chút." Phong Kế Hành nói xong, hắn vươn tay ra, tia sáng màu trắng bay đi nhanh đến mức không cách nào hình dung đây là thần thông của tiên hà lang hàn giơ tay đánh ra tia sáng lôi đình ba thần mang đấu thần mang hai bên va chạm và biến mất nhưng tiên hà cũng có khác nhau giống như lang hàn nắm giữ tia sáng lôi đình đầu tiên có thể so sánh với đế thuật nhưng quý thủy âm lôi ất mộc chính lôi thì kém hơn một ít thần mang của phong kế hành còn không cùng đẳng cấp với quý thủy âm lôi ất mộc chính lôi hắn đã sử dụng bính hỏa dương lôi hóa giải một kích của đối phương Người cũng tiếp ta một chiêu Lăng Hàn vận dụng ất mộc chính lôi tấn công, tia sáng màu xanh bay thẳng về phía phong kế hành. Phong kế hành vội vàng kết ấn che phủ trước người, bành, thân thể hắn bị đẩy lui ra ngoài, hai tay bốc khói bay lên cao, hắn đã ăn thiệt thòi. Chú đỉnh đệ nhất nhân trong Bắc Thiên vực lại bị thương khi chiến đấu cùng cảnh giới. Chương 4365, thua chạy, bốn người nam tử áo trắng hóa đá, bọn họ mở to mắt nhìn, hơn nữa còn không dám tin vào mắt mình. Phong kế hành lại bị thương, tại sao lại như vậy sắc mặt phong kế hành âm trầm và mang theo lửa giận hắn không nghĩ tới lăng hàn nắm giữ thần mang có uy lực mạnh như vậy hắn là chú đỉnh đệ nhất nhân trong bắc thiên vực lại ăn thua thiệt trong cùng cảnh giới hắn cảm thấy mình rất mất mặt hắn thầm hận nếu lúc ấy mình không lĩnh ngộ liệt dương hàng ma côn đa gia phật lựa chọn người sẽ là hắn chứ không phải lăng hàn theo phong kế hành là lăng hàn trộm đại cơ duyên của hắn hiện tại lăng hàn đánh ra thần mang có uy lực to lớn nội tâm hắn càng cảm thấy khó chịu có cảm giác tức giận khi bị người khác đánh cắp đồ của mình hắn tân tân khổ khổ suýt chút nữa đã vẫn lạc mới thu được một đạo tiên hà nhưng lăng hàn thì sao hắn không bỏ ra chút cố gắng nào đã có được ba đạo không công bằng tuyệt không công bằng hắn hét lớn một tiếng sau đó hắn xông lên muốn chém giết lăng hàn oanh hắn vận dụng một môn quyền thuật có uy lực bá đạo tuyệt luân thậm chí còn mạnh hơn cả thập bát la hắn thủ lăng hàn ứng đối dễ dàng hắn khinh thường sử dụng thần mang ức hiếp đối thủ hắn chỉ muốn thỏa thích phát huy chiến lược đấu với phong kế hành không thể không nói phong kế hành rất mạnh hắn đối chọi gay gắt với lăng hàn hầu như không rơi vào thế hạ phong có đôi khi chém ra một kiếm trói mắt lăng hàn suýt chút đã trúng chiêu dường như hai người tạo thành ăn ý cũng không sử dụng tới thần mang chuyện này sẽ giúp phong kế hành chiếm tiện nghi bởi vậy hắn chắc chắn sẽ không đánh vỡ trước hắn có thể hoàn toàn phát huy thực lực bản thân càng đánh phong kế hành càng kiên kỵ phải biết Lăng Hàn còn chưa sử dụng uy áp tiên đỉnh, một khi vận dụng chiêu này, chiến lực của hắn sẽ giảm mạnh, hoàn toàn không địch lại Lăng Hàn. Tại sao lại có tiên đỉnh biến thái như vậy, ngay cả tiên đỉnh của hắn đã sử dụng vật chất thần tính tiến hóa cũng không thể ngăn cản nổi. Không thể áp chế thì xem như xong, hắn còn không có tư cách đón đỡ, lúc này sẽ có bao nhiêu tranh lệch. Cho nên, Lăng Hàn phải chết, phong kế hành đang chờ cơ hội bộc phát, đến lúc đó, sát chiêu mạnh nhất phối hợp thần mang oanh kích, Lăng Hàn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay cả cơ hội sử dụng tiên đỉnh cũng không có. Oanh, hai đại thiên tài người tới ta đi, chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Rốt cuộc bốn người nam tử áo trắng cũng ngây người, đó chính là người có thể sánh ngang thiên tài bắc thiên vực phong kế hành. Buồn cười, bọn họ lúc trước còn khiêu khích và châm chọc lăng hàn, may mắn người ta đại nhân đại lượng nên không chấp nhặt với bọn họ, bằng không bọn họ đã nằm xuống tại nơi này. Chính là lúc này, mi tâm của phong kế hành vỡ ra, một ký hiệu tỏa sáng và áp chế lăng hàn, hắn không thể động đậy chút nào tất cả sẽ kết thúc phong kế hành hừ một tiếng tay phải vận dụng thánh thuật tay trái đánh ra một tia sáng đó chính là thần mang trong trạng thái như thế lăng hàn không thể động đậy nếu chúng hai kích mạnh như vậy hắn có thể không chết hay sao lúc này lăng hàn tươi cười vui vẻ cái gì sâu trong nội tâm phong kế hành sinh ra cảm giác không ổn nhưng lại không nghĩ ra được không ổn ở điểm nào oanh năng lượng đáng sợ bộc phát và bao phủ toàn thân lăng hàn trong nháy mắt đã đánh Lăng Hàn thành cặn bã. Ha ha ha, phong kế hành cười to, hắn còn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ vận dụng đại chiêu nào đó. Gia hỏa khó giải quyết đã chết rồi, chết trong tay mình, tương lai không ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mọi việc có dễ dàng như thế không? Phong kế hành nghĩ một lát, trong đầu xuất hiện từng chi tiết. Dường như có phần không thích hợp, bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ, hắn xuất một trường cường đại, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua chú đỉnh, đạt đến cấp bậc sinh đan, sau đó liên tục vượt qua và đạt tới cấp bậc đại đế đây là ảo cảnh hắn hét lớn một tiếng lực lượng đột phá giới hạn ảo cảnh bị đánh nát hắn nhìn thấy lăng hàn đã xuất hiện trước mặt mình có vui mừng hay không có cảm thấy ngoài ý muốn hay không lăng hàn cười nói phong kế hành hiểu ra thời điểm lăng hàn bị áp chế hắn cũng trúng ảo thuật của đối phương ảo cảnh thật đáng sợ không ngờ hắn đã trúng chiêu mà không biết ồ việc này sao mà tương tự với ảo cảnh trong hắc thiên miếu Ngươi không chỉ đạt được ba đạo tiên hà, ngươi đã chiếm được tiên hà ảo cảnh trong Hắc Thiên Miếu. Dù sao Phong Kế Hành cũng là siêu cấp thiên tài, hắn lập tức hiểu ra lý do. Phản ứng thật nhanh, Lăng Hàn cũng không giấu giếm, hắn gật đầu. Phong Kế Hành càng ghen ghét, thì ra Lăng Hàn đã sớm luyện hóa một đạo tiên hà trước khi đa gia Phật nhét cho hắn ba đạo tiên hà, hơn nữa uy lực của tiên hà còn rất mạnh. Tiên hà có thể làm người ta trúng ảo thuật mà không biết, nếu Lăng Hàn muốn hắn chết thì hắn sẽ chết. Cho nên đừng nhìn thần mang không có lực sát thương gì, nó lại có thể phụ trợ chiến đấu, lại có thể gia tăng chiến lực của người khác gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Vận khí của ngươi thật tốt, hắn cắn răng nói ra, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng thần mang của mình trao đổi với Lăng Hàn, thậm chí dùng 10 đổi một thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lăng Hàn cười ha ha, người lương thiện sẽ gặp vận may, người thiện lương, phong kế hành khinh thường. Mặc dù hắn chưa gặp Lăng Hàn bao nhiêu lần nhưng hắn có thể khẳng định, gia hỏa này xấu bụng không gì sánh kịp, hoàn toàn không có chút quan hệ nào với hai chữ lương thiện. Nhưng vận khí của người ta thật sự nghịch thiên, hắn có thể nói cái gì? Hiển nhiên, hắn không thể xử lý Lăng Hàn, huyễn cảnh thần mang khó lòng phòng bị, không có cảnh giới áp chế thì không thể đối kháng. Xeo, hắn xoay người rời đi, hắn quyết định cực kỳ quả quyết. Thân pháp của hắn cực nhanh, hoàn toàn không kém chỉ xích thiên nhai của Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn cũng không truy kích, mục tiêu của hắn là tiên hà ở nơi này phong kế hành chỉ là một khối đá mài dao của hắn mà thôi. Hắn nhìn sang bốn người nam tử áo trắng, bốn người kia khiếp sợ. Các hạ, chúng ta có mắt không tròng, xin dơ cao đánh khẽ. Mỹ nữ cao lên tiếng, nàng bày ra tư thái cực thấp. Không thấp không được, ngay cả phong kế hành cũng chạy, nàng sợ mình chúng độc thủ của lăng hàn, bọn họ có tư cách gì chống cự. Nam tử áo trắng, nam tử áo xanh, mỹ nữ xinh xắn đều cúi đầu, tài nghệ không bằng người, trừ cúi đầu thì có thể làm gì. Lăng Hàn tùy ý khoát tay, sau đó chậm rãi mang tất và giày vào. Bốn người nam tử áo trắng rời đi, nhưng sau khi đi mấy bước, đột nhiên mỹ nữ cao quay người hỏi Lăng Hàn. "Các hạ, có thể cho biết họ tên hay không?" Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn nói ra tên của mình. "Lăng Hàn, Lăng Hàn." Bốn người nam tử áo trắng lẩm bẩm, bọn họ biết, tương lai bên trong Bắc Thiên vực sẽ có một tân tú xuất hiện. Người có thể làm cho phong kế hành bỏ chạy đủ bài danh top 10 trên tinh võng. Chương 4366, đạo thứ 6. Lăng Hàn đi lại trong núi, hắn gặp được hung thú, có đôi khi hắn sẽ ra tay, có đôi khi cũng ngại phiền phức nên lựa chọn không nhìn. Đương nhiên, mặc kệ có ngại phiền phức hay không, việc này hoàn toàn quyết định hung thú có ăn ngon hay không, bởi vì nếu ăn ngon, hắn không ngại phiền phức. Nhưng khi hắn gặp hung thú sinh đan đều lựa chọn đi vòng qua, cho dù là bát đỉnh cũng không đủ đối phó sinh đan sơ kỳ huống chi nơi này không thiếu hung thú sinh đan trung kỳ hậu kỳ thậm chí viên mãn mấy ngày sau lăng hàn nhìn thấy một tia sáng màu vàng bay đi với tốc độ kinh người tiên hà hắn có suy nghĩ đuổi theo nhưng còn chưa kịp đuổi theo thì tiên hà đã vượt qua hắn không đuổi kịp khốn kiếp tốc độ nhanh như vậy hắn làm sao có thể bắt giữ một ngày sau hắn gặp lại tiên hà kia lần nữa vừa mới xuất thủ soát tiên hà đã bay đi hắn không thể làm gì làm sao bây giờ trừ khi tia sáng kia dừng lại nếu không hắn làm sao đuổi kịp và bắt giữ lăng hàn nhíu mày rốt cuộc hắn nên làm cái gì bây giờ a à, có thể vận dụng huyễn cảnh thần mang huyễn cảnh thần mang sẽ dẫn sinh linh tiến vào ảo cảnh nó có thể làm tiên hà rơi vào ảo cảnh hay không lăng hàn cảm thấy hiếu kỳ hắn kiên nhẫn chờ đợi nhưng tiên hà kia không xuất hiện lăng hàn không có biện pháp đành phải vừa chờ đợi vừa tìm kiếm tiên dược hoặc vật chất thần tính vận khí của hắn có thể nói tốt cũng có thể khó mà nói. Không tốt rất dễ hiểu, trong mấy ngày qua, hắn không gặp được tiên hà, mà tốt chính là hắn tìm được không ít tiên dược và vật chất thần tính, số lượng đủ làm người ta điên cuồng. Bảy ngày sau, hắn gặp được hai đầu hung thú đại chiến, dự âm năng lượng tỏa ra rất mạnh, hắn cao mày, bởi vì cấp bậc đã vượt qua sinh đan, có lẽ đã đạt tới chân ngã cảnh. Phản ứng đầu tiên của hắn là rời đi, vạn nhất bị hung thú chân ngã cảnh để mắt tới, hắn không có tư cách chạy trốn, sẽ bị bức bách bóp nát lệnh bài, Hắn phải rời khỏi bí cảnh để bảo vệ tính mạng. Nhưng một tia sáng bay trên không trung, "Tiên Hà", Lăng Hàn nói thầm, sau đó kém chút chửi khốn khiếp, bởi vì tia sáng đang xoay quanh trên đầu hai con hung thú, dường như đang xem náo nhiệt. Ách, Tiên Hà cũng xem náo nhiệt, Lăng Hàn do dự, hiện tại hắn rời đi hay thu lấy Tiên Hà. Tiên Hà quá nhanh, nếu bỏ lỡ lần này, không biết sẽ gặp lại nó trong bao lâu. Hắn lựa chọn đánh cược với nguy hiểm, Lăng Hàn cầm lấy ra hư không thú che đậy thân thể hắn lặng lẽ tiếp cận, nhưng hung thú chân ngã cảnh đại chiến sinh ra dư âm vô cùng đáng sợ, ngụy trang của hắn không có tác dụng. Gia hư không thú chỉ có thể giúp hắn biến mất trong tầm mắt và thần thức, nhưng hắn không thể không nhìn công kích của hung thú. Lăng hàn cắn răng, hắn quyết định đi tới. Hai con hung thú đại chiến, chúng làm sao quan tâm tới một vật nhỏ tới gần chứ? Hắn tiến lên, tốc độ rất chậm, cho thấy hắn là con kiến vô hại. Quả nhiên, hai con hung thú chân ngã cảnh đại chiến không thèm quan tâm tiểu nhân vật như hắn, chỉ cần dùng một đạo kình phong là có thể đánh chết, quan tâm làm gì. Tốt, Lăng Hàn lại tiếp cận một chút, hắn đổ mồ hôi lạnh. Càng tới gần, giữa âm chiến đấu càng khủng khiếp, hắn không thể không dùng màn sáng tinh thần bảo vệ nhưng vẫn lung lay sắp đổ. Kém hai đại cảnh giới, cho dù chỉ là dư âm chiến đấu cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Lăng Hàn thở dài, đây chính là cảnh giới áp chế, hắn không có biện pháp. Rốt cuộc hắn cũng tới vừa đủ, dường như tiên hà không để tâm tới hắn, nó chỉ xoay tròn trên không trung rất tốt tâm niệm lăng hàn vừa động huyễn cảnh thần mang tập kích đây là thần thức công kích cho nên vượt qua tất cả tốc độ chỉ cần nằm trong phạm vi đả kích cho dù cách bao xa cũng không thành vấn đề tia sáng trên cao dừng lại dường như nó ngây người lăng hàn lập tức ngự khí phi hành xèo hắn xông lên trời và dùng hỗn độn cực lôi tháp thu tiên hà ngang tiếng thú gào thét vang lên sau lưng rõ ràng tốc độ âm thanh còn kém tốc độ của lăng hàn nhưng tiếng giống của hung thú lại vượt qua tốc độ âm thanh. Một con hung thú xuất thủ, nó phun một tia sáng về phía Lăng Hàn. Phải chạy trốn, Lăng Hàn chạy đi thật nhanh, hắn vừa chạy vừa dùng hỗn độn khí và màn sáng tinh thần bảo hộ bản thân. Hiển nhiên, tốc độ của hắn không thể nhanh hơn công kích của chân ngã cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cũng may con hung thú kia đang đại chiến, bởi vì cảm thấy con ruồi làm phiền nên mới xuất thủ, đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Bành, hắn bị oanh trúng, hỗn độn khí bị đánh nát, màn sáng tinh thần bên trong cũng bị đánh phá, tia sáng cũng đánh vào người Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn còn mặc nội giáp, lần nữa nó đã có tác dụng phòng ngự. Hắn cướp sạch không ít người, cho nên hắn sẽ không thiếu hộ giáp, hắn cũng mặc vài cái lên người của mình. Ba ba ba, nội giáp vỡ vụn tầng tầng, phốc, bụng dưới của Lăng Hàn bị xuyên thủng. May mắn, Lăng Hàn nói thầm, bởi vì có nhiều tầng phòng ngự, tia sáng chỉ xuyên thủng bụng của hắn, bằng không năng lượng sẽ xoắn nát thân thể của hắn. Cho dù như thế, hắn cũng tổn thương nguyên khí cực kỳ nặng nề, thương thế cũng rất nặng. Mặc kệ, Lăng Hàn ngự khí phi hành đáp xuống đất, sau đó phát động chỉ xích thiên nhai chạy đi. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, cho nên con hung thú kia đánh ra một kích liền không quan tâm tới, sau đó tiếp tục kịch chiến với con hung thú khác. Sau khi chạy đủ xa, Lăng Hàn ngừng lại, hắn vội vàng trốn vào hốc cây chữa thương. Bị một kích của hung thú chân ngã cảnh đánh xuyên qua thân thể, đây không phải là bị xuyên thủng đơn giản như thế còn có năng lượng kỳ dị đang tàn phá cơ thể tiêu diệt sinh cơ của hắn đây cũng là nguyên nhân con hung thú không truy kích cho rằng lăng hàn đã chết đổi thành người khác khẳng định sẽ bị áp lực to lớn còn cần thời gian vài tháng để khôi phục nhưng lăng hàn là đan sư hắn không thiếu đan dược hắn cầm đan dược ăn vào và vận chuyển cổ dương thiên kinh khu trục năng lượng kỳ dị trong cơ thể đây là năng lượng tầng thứ cao tràn đầy lực phá hoại hơn nữa nó rất nhỏ vụn nên khó xua đuổi ra khỏi cơ thể lăng hàn không thiếu kiên nhẫn hắn không ngừng xua tan năng lượng kỳ dị và khôi phục thương thế. Hắn đã bắt được tiên hà, hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn không vội. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng qua 11 ngày sau, Lăng Hàn đã xua tan tất cả năng lượng kỳ dị, sau đó, vết thương của hắn bắt đầu phục hồi như cũ. Sắc mặt hắn cổ quái, bởi vì 11 ngày qua, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì trong quá trình chữa thương hắn đã ăn không ít tiên dược, một bộ phận dược lực dùng vào trị liệu, một bộ phận sẽ rèn đúc tiên đỉnh của hắn. Tốt, bắt đầu luyện hóa tiên hà, tu ra đạo thần mang thứ sáu. Trường 4367, Đại Dược chân Ngã Cảnh. Lăng Hàn thả tiên hà thu vào trong hỗn độn cực lôi tháp ra ngoài. Lúc này có huyến cảnh thần mang công kích nên tiên hà màu vàng không thể làm ra phản ứng nào khác. Hiện tại, Lăng Hàn có thể khẳng định, uy lực của huyễn cảnh thần mang còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nó có thể ảnh hưởng đến tiên hà khác, đây là việc rất kinh người hắn bắt đầu luyện hóa tiên hà màu vàng, tiên đỉnh cắn nuốt tiên hà và bắt đầu dung hợp. Tốc độ rất chậm nhưng Lăng Hàn không vội, tiên hà màu vàng này rất chói mắt, có lẽ là kim thuộc tính nhưng trên thực tế nó lại là một tia chớp mang theo kim thuộc tính, đó là canh kim dương lôi. Mỗi khi canh kim dương lôi sắp thức tỉnh, Lăng Hàn sẽ phát động huyễn cảnh thần mang công kích, tiên hà màu vàng sẽ lâm vào ảo cảnh, hoàn toàn không thể phản kháng. Không hề khó khăn, trừ chậm một chút, chậm hơn nữa cũng có lúc kết thúc, ba ngày sau, Lăng Hàn đã hoàn thành dung hợp. Sáu đạo thần mang, Lăng Hàn tươi cười, trừ hỗn độn thần lôi ra, uy lực của bốn đạo thần mang khác hơi kém, chỉ có thể so với thánh thuật, nhưng năm đạo thần mang cùng công kích tương đương với một vị đại đế trẻ tuổi mang theo bốn thánh nhân trẻ tuổi vây công, có ai ngăn cản nổi. Hơn nữa, hắn còn có huyến cảnh thần mang, đây là thứ có uy lực khủng bố, ảo cảnh sẽ làm người ta chết mà không biết chết thế nào. Hắn ra khỏi hốc cây, cũng rời vạn thú lĩnh và tiến vào thành thị. Mặc dù nơi này còn có rất nhiều tiên dược chưa hái, nhưng tiên dược không phải trọng điểm, Lăng Hàn còn cần ba đạo tiên hà để dung hợp với các tiên đỉnh của mình, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn tiếp tục xem xét, còn có nơi nào có tiên hà xuất thế. Kỳ thật, có rất nhiều truyền thuyết về tiên hà, nghe nói ở hắc ám thâm nguyên có mấy tia sáng tử vong, cho dù sinh đan cảnh chạm vào cũng hóa thành thây khô. Còn có xí viêm hạp, bên trong có tia sáng bộc phát hỏa diễm đáng sợ, không gì không thiêu cháy. Lăng Hàn tiến hành sàng lọc, hắn quyết định đi tới huyền quy đảo đây là hòn đảo vừa mới xuất hiện từ đáy biển nhìn từ xa giống như một con rùa đang ngẩng đầu nhìn lên sau khi tra các điển tịch cổ xưa lăng hàn rất khẳng định đây là nơi huyền quy thần thú tỏa hóa huyền quy là hậu đại của thần thú huyền vũ bởi vậy huyết mạch sẽ kém hơn một chút không thể xem như thần thú chân chính chỉ có thể xem là á thần thú nghe nói huyền quy có hai thuộc tính thủy và thổ sau khi hóa đạo sẽ tẩm bổ tiên dược nhất định cho nên huyền quy đảo chính là vườn thuốc siêu cấp giá trị lớn đến nghịch thiên hơn nữa đã là á thần thú đương nhiên cũng có công pháp thần thú đối với yêu thú đây là truyền thừa siêu cấp hòn đảo này vừa mới trồi lên ba ngày nhưng đã có vô số thế lực nghe tin chạy tới càng có không ít lão quái vật hiện thân hy vọng có thể thu được đột phá tại nơi này hoặc là tìm được đại dược kéo dài tuổi thọ nghe nói trên đảo còn có tiên hà xuất hiện trên đảo thần thú hóa đạo có xuất hiện tiên hà phẩm chất của nó cao thế nào cho nên Lăng Hàn quyết định đi huyền quy đảo, nói đi là đi, hắn cất bước đi tới bờ biển và ngự khí bay đi. Trên biển có hung thú cỡ lớn, hơn nữa không thiếu đại thú sinh đan cảnh, chân ngã cảnh, cho nên ngồi thuyền hoặc vượt biển sẽ không an toàn, Lăng Hàn từ bỏ suy nghĩ sử dụng chỉ xích thiên nhai đi nhanh. Tốc độ ngự khí phi hành hơi chậm nhưng thắng ở an toàn. Hai ngày sau, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo, dần dần phóng đại, nó giống như một khối đại lục. Hòn đảo này giống như rùa đen, một đầu là cái đầu thò ra, một đầu còn lại là cái đuôi toàn bộ hòn đảo có hình bầu dục xeo vừa bay tới gần lăng hàn cảm thấy áp lực cường đại bao phủ hắn rơi từ trên cao xuống biển rộng lăng hàn vội vàng đạp sóng mà đi hắn đi tới gần hòn đảo hòn đảo này không có bãi biển bốn phía đều là vách đá dựng đứng giống như đao gọt lăng hàn bắt đầu leo lên hắn bỏ ra một ít thời gian mới leo lên tới đỉnh hắn nhìn thấy một khu rừng rập, phía trước còn có núi lớn nguy nga đột cao rất kinh người a à, thơm quá Lăng Hàn khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi thuốc, làm đan là đạo đế vương, hắn lập tức xác định đây là đại dược. Hắn không phải tới đây tìm tiên dược, nhưng đã đụng phải thì hắn không từ bỏ, hắn lần theo mùi hương tìm kiếm tiên dược. Xuyên qua khu rừng cây nhỏ, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một khu đất trống, sau đó nhìn thấy một con nai đang dùng móng cào vào thân cây. A, à, mùi thuốc sinh ra trên người con nai, Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn thấy con nai bắt đầu trong suốt, chỉ thấy trong thân thể nó không có xương và huyết dịch toàn thân chỉ là một khối duy nhất. Thì ra tiên dược đã hóa thành hình con nai, lang hàn nhảy ra ngoài, con nai rất cảnh giác, nó có chân bỏ chạy, bốn vó tung bay, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Lang hàn vội vàng đuổi theo, hắn theo sát phía sau. Con nai rất khôn khóe, nó vòng quanh các gốc đại thụ và tảng đá mà đi, từ đó lang hàn không thể phát huy ưu thế tốc độ. a à, vậy thì nếm thử huyến cảnh thần mang, đây là thần thức công kích, lang hàn chỉ dùng một ý niệm, Huyễn cảnh thần mang oanh kích và đánh vào cơ thể con nai, con nai ngừng hoạt động. Sau nó hóa thành một gốc nhân sâm lớn bằng nắm tay trẻ con, toàn thân vàng óng và tỏa ra hương thơm mê người. Đây là một gốc đại dược, chỉ ít là cấp bậc chân ngã. Lang Hàn lướt tới, hắn vừa nhặt nhân sâm lên, xèo, thân thể hắn lao về phía trước, tại nơi hắn vừa đứng xuất hiện hố sâu và tỏa ra năng lượng mờ mịt. Hắn nhìn sang, chỉ thấy ba người trẻ tuổi đi tới, đều là nam tử, hai người là chú đỉnh nhưng một người lại là sinh đan. Hơn nữa khí tức rất không ổn định, hiển nhiên vừa đột phá không có bao lâu. Buông tiên dược xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Tên nam tử sinh đan thản nhiên nói ra, trong lời nói mang theo cao ngạo không gì sánh bằng. Lăng Hàn bắt đầu nhớ lại, hắn nói: "Ngươi là Lý Thị Minh đúng không?" "Không sai." Tên sinh đan cảnh gật đầu. Lý Thị Minh là cao thủ chú đỉnh cảnh bài danh tinh võng 89, hắn chỉ vừa đột phá bước vào sinh đan. Có thể bài danh trong top 100 chú đỉnh cảnh sau khi bước vào sinh đan cảnh sẽ mạnh cỡ nào phong kế hành cũng không phải là đối thủ của hắn cho nên hắn rất cuồng vọng hắn cũng có tư cách cuồng vọng biết ta là ai còn không lưu đại dược lại và xéo đi lý thì minh quát có nghe hay không lý ca chúng ta là người bận rộn không có thời gian rông dài với ngươi một tên tùy tùng nói nhanh lên nhanh lên một tên tùy tùng khác thúc giục lang hàn cười nói nếu ta không giao thì sao vậy thì ngươi đi chết đi lý thì minh xuất thủ hắn không hề cố kỵ, hắn hiện tại đã vô địch trong những người tới từ bên ngoài. Lăng Hàn vội vàng phát động chỉ xích thiên nhai, thân thể di chuyển và tránh né công kích của Lý Thị Minh. Việc này càng làm Lý Thị Minh cảm thấy khó chịu, hắn vừa mới bước vào sinh đan cảnh không bao lâu, hắn vừa đột phá nên tự tin bành trướng, nhưng bây giờ xuất thủ lại không làm gì được Lăng Hàn, chẳng khác gì có người bạt tai hắn một cái. Trường 4368, thong rong rời đi. Lý Thị Minh giận tím mặt, hắn nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn, muốn đánh lăng hàn thành cặn bã. Thiên tài đỉnh cấp đều nắm giữ thân pháp cao siêu, tốc độ của Lý Thị Minh ở chú đỉnh chỉ yếu hơn lăng hàn một chút, hiện tại hắn bước vào sinh đan, tốc độ sẽ nâng cao hơn trước rất nhiều, hoàn toàn vượt qua lăng hàn. Hắn nhanh chóng tới gần, xuất ra một trưởng đánh vào lưng lăng hàn. Lăng hàn hừ một tiếng, huyễn cảnh thần mang tập kích, Lý Thị Minh trúng chiêu và tiến vào trạng thái si ngốc. Nhưng sinh đan cảnh quá mạnh, nếu như lăng hàn lúc này xuất thủ tấn công hắn, hắn sẽ bằng vào bản năng phản kích huyễn cảnh thần mang không phải dùng như thế. Lăng Hàn nhìn hai tên trẻ tuổi còn lại, hắn không thể làm gì được chính chủ, vậy thì hắn giết hai tên chó săn trước. Cái gì, hai người khác kinh hãi, đột nhiên lý ca của bọn họ choáng váng, không xuất thủ. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó chạy tới bên cạnh Lý Thị Minh. Lăng Hàn quá quỷ dị, bọn họ sợ hãi. Chẳng qua khi bọn họ chạy tới gần Lý Thị Minh, Lý Thị Minh đang ngây người lại xuất thủ, xoát, hắn đánh hai trưởng vào hai người hai người này không nghĩ tới Lý Thị Minh sẽ ra tay với bọn họ, bọn họ không phòng bị, hơn nữa Lý Thị Minh chính là sinh đan cảnh, cho dù bọn họ có phòng bị thì thế nào. Hãm hại người, ba, ba, bọn họ đều bị Lý Thị Minh đánh trúng một trường, máu thịt tan nát. Ách, lăng hàn sờ cầm, Lý Thị Minh đang đoạt sinh ý của hắn. Ngươi, lúc này, bỗng nhiên Lý Thị Minh tỉnh táo lại, cho dù lăng hàn sử dụng huyến cảnh thần mang nhưng uy lực cũng giảm đi rất nhiều, lực ảnh hưởng lên sinh đan cảnh nhỏ hơn rất nhiều lăng hàn vươn tay ra chuyện này không liên quan tới ta người là do ngươi giết lý thị minh giận dữ hắn biết mình trúng ảo cảnh của lăng hàn nên mới hạ sát thủ với hai tên thủ hạ vấn đề là hắn đường đường sinh đan cảnh lại trúng ảo cảnh của một tên chú đỉnh cảnh hắn có gì để nói nói ra sẽ bị người khác chê cười hắn áp chế tức giận trong lòng sinh ra sát ý đáng sợ chết hắn lao lên phía trước hắn muốn xuất trưởng đánh lăng hàn thành cặn bã lăng hàn vội vàng chạy trốn hắn hiện tại chưa phải là đối thủ của sinh đan, nhất là loại thiên tài như Lý Thị Minh. Lý Thị Minh nhanh chóng truy đuổi, tốc độ của hắn còn trên cả Lăng Hàn, hắn cũng đuổi kịp Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng sát khí xung kích tập kích, Lý Thị Minh chậm lại nhưng lập tức khôi phục bình thường, hắn tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Quả nhiên, sát khí xung kích châu bò nhưng lực ảnh hưởng sẽ giảm đi khi tập kích người có cảnh giới cao hơn, nó càng thích hợp khi quần chiến, chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn, cho dù người có bao nhiêu người, chỉ cần sát khí đánh ra tất cả các ngươi sẽ bị nghiền nát chút tài mọn lý thị minh cười lạnh hắn chỉ ngừng lại chứ không bị ảnh hưởng gì lăng hàn cười lớn hắn sử dụng huyễn cảnh thần mang tập kích lý thị minh lập tức trúng chiêu hắn lâm vào trạng thái mờ mịt hắn đang mất phương hướng trong ảo cảnh về sau lại tính sổ với gia hỏa này lăng hàn lập tức đi xa năng lượng thiên địa trên đảo rất dồi dào cho nên cây cối nơi này sinh trưởng cao lớn kinh người khắp nơi có thể nhìn thấy đại thụ cao mấy trăm trượng cho dù là cây bình thường cũng cao hơn mấy thân người. Lang Hàn đang tìm kiếm trên đảo. Nơi này có rất nhiều người, hơn nữa có nhiều người đang chạy tới đây. Nơi này sẽ bạo phát một trận huyết chiến tranh giành tiên dược. Bảy ngày trôi qua, Lang Hàn vẫn không phát hiện tung tích của Tiên Hà. Hắn đang luyện hóa gốc nhân sâm kia. Hắn không có động tới chủ sâm, hắn chỉ luyện hóa dễ cây mà thôi. Không có biện pháp. Đây là đại dược cấp bậc chân ngã cảnh. Nếu hắn trực tiếp ăn chủ sâm, kết quả duy nhất chính là bổ quá mức, từ đó bổ chết chính hắn. Đây đúng là đại dược, cho dù chỉ là một dễ cây cũng rất bổ, tu vi của lang hàn tăng lên như bay. Cứ theo đà này, nhiều lắm trong một tháng hắn sẽ đột phá bát đỉnh viên mãn, xung kích cửu đỉnh. Chém giết trên đảo rất kịch liệt, nơi này có rất nhiều tiên dược, hơn nữa đều là thứ cực kỳ chân quý, tùy tiện có thể làm sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh không tiếc huyết chiến. Mặt khác, mọi người đang tìm kiếm nơi huyền quy hóa đạo. Một con á thần thú, nó sẽ lưu lại rất nhiều chỗ tốt. Lang hàn không vội tốt nhất chờ hắn bước vào cửu đỉnh mới tìm được vùng đất huyền quy hóa đạo, như vậy hắn sẽ có sức cạnh tranh hơn hiện tại. Nơi này có không ít thiên tài tụ tập, Tống Lam, Cát Tường Thiên, Phong Kế Hành đều tới đây, có không ít thiên tài trẻ tuổi đã đột phá sinh đan, siêu cấp thiên tài như Phong Kế Hành không thể đánh mất hào quang của mình. Cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, càng khó phân biệt hơn trước. Lăng Hàn rất ít xuất hiện, hắn đang tìm kiếm tiên hà và đào tiên dược, trùng hợp còn gặp được vật chất thần tính, thời gian trôi qua tu vi của hắn không ngừng tăng lên mười mấy ngày sau một tin tức quan trọng xuất hiện đã tìm được nơi huyền quy hóa đạo ngay sau đó mọi người đều lao tới nơi đó huyền quy là hậu đại của huyền vũ mặc dù không phải thần thú chân chính nhưng khẳng định kế thừa huyết mạch của thần thú trong truyền thuyết huyền vũ thần thú nắm giữ pháp thuật phòng ngự mạnh nhất thế gian huyền vũ đại địa thuật tiếp cận phòng ngự vô địch trong truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc ban đầu đản sinh ra thần thú chúng đều là thiên địa dựng dục Tất cả đều là cấp bậc tổ vương, nhưng tổ vương cũng không có thọ nguyên vô hạn, cho nên những thần thú này sẽ hóa đạo, thiên địa cũng không biên cuồng như trước, về sau một thời đại chỉ có một vị tổ vương. Nếu như nơi này thật có huyền vũ đại địa thuật, cho dù là đế tộc cũng động tâm, thánh nhân cũng sẽ ra tay tranh đoạt tham khảo. Lang Hàn nghĩ nghĩ, hắn không hành động, hắn đang đi chung quanh. Hiện tại nơi này có quá nhiều sinh đan cảnh, lão quái vật chân ngã cảnh cũng xuất động, cho nên tu vi bát đỉnh của hắn quá yếu hắn muốn tu thành cửu đỉnh trước, chờ có thêm thực lực mới đi tranh đoạt, khi đó khả năng đắc thủ sẽ cao hơn không ít. Bởi vì trong tay hắn nắm giữ đại dược cấp bậc chân ngã cảnh, hắn có thể nhanh chóng đúc thành tiên đỉnh. Nếu như có người nào biết, khẳng định sẽ mắng hắn bại ra. Đây chính là bảo vật giúp tu vi chân ngã cảnh tiến nhanh, thậm chí có thể đột phá bình chứng cảnh giới, nó cực kỳ chân quý, một tên chú đỉnh dùng nó để thăng tu vi, sẽ hao phí bao nhiêu dược lực. Nhưng lang Hàn không quan tâm, Tự thân cường đại mới là vương đạo, tất cả những thứ khác đều là giả dối. Vận khí của hắn không tồi, mặc dù không lại tìm được đại dược, hắn tìm được không ít vật chất thần tính. Mười mấy ngày sau, lang hàn cuối đã đạt tới bát đỉnh viên mãn. Còn chưa chờ hắn đột phá, hòn đảo chấn động rất mạnh, chỉ thấy có rất nhiều người lao ra khỏi sơn động, mỗi người chật vật không chịu nổi. Không bao lâu, một con bạch xà to lớn lao ra ngoài, nó xoắn một cái, có vài tên sinh đan cảnh bị ép thành thịt nát. Chương 4369, Cửu đỉnh, Bạch Sa vô cùng cường đại, nó đại khai sát giới, loạn giết một mạch. Đây là hung thú cấp bậc chân ngã cảnh, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, cho dù là mấy lão quái vật chân ngã cảnh liên thủ cũng không thể chiếm thượng phong. Trong tình huống bình thường, gặp phải con Bạch Sa này, mọi người sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng bây giờ lại dính tới thần thú truyền thừa, vậy thì khác biệt, mỗi người đều không từ bỏ, bọn họ liều chết với Bạch Sa lăng hàn quyết định nhúng tay hắn đánh ra huyễn cảnh thần mang đối với chân ngã cảnh huyễn cảnh bị đánh tan trong nháy mắt nhưng cho dù đánh tan cũng bị ảnh hưởng từ đó giảm bớt áp lực cho mọi người ha ha tìm được ngươi rồi một tiếng nói vang lên chỉ thấy phong kế hành xuất hiện trong động hắn tới gần lăng hàn lăng hàn nhìn thấy hắn thì cau mày sinh đan cảnh gia hỏa này đã đột phá cấp độ sinh mạng tăng lên lăng hàn không chút do dự hắn đánh ra một đạo huyễn cảnh thần mang về phía phong kế hành sau đó quay đầu bỏ chạy. Thiên tài giống như phong kế hành, một khi bước vào sinh đan, chiến lực của hắn sẽ sánh ngang sinh đan trung kỳ, hắn không thể địch nổi. Huyễn cảnh thần mang quá trâu bò, cho dù phong kế hành bước vào sinh đan thì thế nào, hắn vẫn rơi vào trong ảo cảnh, hắn tươi cười vì giết được Lăng Hàn. Hắn lập tức tỉnh lại, sau đó hắn hét lớn và đuổi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, sát khí xung kích và huyễn cảnh thần mang vận dụng chồng lên nhau, hắn lập tức thoát khỏi phong kế hành truy kích. Hắn cảm thấy bị áp bách rất mạnh, hiện tại phong kế hành đã là bước vào sinh đan, chiến lực đã có thể nghiền áp hắn, hắn nhất định phải đột phá thật nhanh, bằng không hắn không thể đấu lại người ta. Lăng Hàn tránh đi thật xa, hắn tìm nơi bế quan xung kích cửu đỉnh. Trong thời gian này, mọi người đang kịch chiến với Bạch Xà, trận chiến này rất lớn nhưng Lăng Hàn không quan tâm, hắn một lòng đột phá cửu đỉnh. Đây là bình cảnh cuối cùng trong chú đỉnh, hắn tu hành suốt 7 ngày, cuối cùng Lăng Hàn đạt đến trạng thái tốt nhất, hắn bắt đầu xung kích cửu đỉnh lần này hắn đối mặt với áp lực to lớn tám tiên đỉnh cùng hợp lực ngăn cản ngăn cản cửu đỉnh hình thành lang hàn không có sử dụng sinh linh lực trong cơ thể bởi vì mặt hàng như phong kế hành còn có thể tu thành cửu đỉnh chẳng lẽ hắn phải dựa vào sinh linh lực trong người mới có thể đột phá hay sao hắn làm sao có thể bại bởi phong kế hành lang hàn rèn đúc hạch tâm của tiên đỉnh ngay từ đầu sẽ thất bại nhưng hắn hấp thu kinh nghiệm từ thất bại ba ngày sau hắn tươi cười vui vẻ hạch tâm cửu đỉnh thành từ đó có ý nghĩa hắn đã bước vào cửu đỉnh, đứng trong bậc thang cuối cùng của chú đỉnh. Hiện tại, hắn có tư cách liều mạng với sinh đan cảnh hay không? Lăng Hàn xuất quan, hắn dự định quan sát tình hình chiến đấu, cũng muốn xem bạch xà hiện tại như thế nào. Hắn chạy tới cửa động, hắn nhìn thấy nơi này lưu lại rất nhiều máu tươi, còn có từng cái vẩy vỡ nát, hiển nhiên là vẩy trên người bạch xà. Chiến đấu đã kết thúc, bên ngoài có người đang chữa thương, Lăng Hàn đi tìm hiểu tình hình, hắn biết mọi người chiến đấu với bạch xà đến buổi chiều hôm qua, bạch xà đã hao hết lực lượng, nó không thể không trốn ra khỏi hòn đảo, hiện tại không biết tung tích. Thế là mọi người nhân cơ hội tiến vào hang núi, lang hàn nhanh chân tiến vào hang núi, hang núi rất lớn, đỉnh của nó cao ít nhất mười mấy trượng, lang hàn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Đi một hồi, phía trước xuất hiện lối rẽ, hơn nữa trên lối rẽ còn có hang động, hiển nhiên nơi này đã biến thành mê cung. Lăng Hàn gặp được người khác, đó là một già một trẻ, bọn họ đã ở nơi này một ngày, đã sớm lạc đường, đang muốn thoát ra ngoài. Vừa đi, hắn đang phát họa địa hình nơi này trong đầu, ba ngày sau, hắn đã ghi nhớ địa hình trong mê cung. Hắn tìm được con đường chính xác, không ngừng đi xuống dưới. Sau khi đi hai canh giờ, phía trước không có đường, lại có một con suối rất lớn. Lăng Hàn không do dự nhảy vào trong suối, hắn tiếp tục đi tới. Lạnh quá, nước suối rất lạnh, Lăng Hàn cảm thấy lạnh nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận lại qua một giờ sau bỗng nhiên Lăng hàn phá vỡ mặt nước hắn tiến vào trong hang động phía trước lại có đường lang hàn tiếp tục đi tới nhưng phía trước lại rộng mở trong sáng trước mặt xuất hiện sơn cốc non xanh nước biếc cảnh đẹp như vẽ a à, đây rõ ràng là huyền quy đảo nhưng bởi vì không thể phi hành trong đảo nên nơi này bị ngăn cách chỉ có thể thông qua thông đạo dưới nước đi tới nơi đây oanh 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 phía trước có dư âm chiến đấu sinh ra chiến đấu rất kịch liệt thần thú truyền thừa xuất thế nên dẫn phát đại chiến. Lăng Hàn vội vàng gia tăng tốc độ, hắn tiến vào sơn cốc và nhìn thấy một đám người. Có phong kế hành, tống lam, Cát tường thiên và nhiều người khác, cũng có cường giả thổ dân, bọn họ đang kịch chiến, hơn nữa bọn họ đang tranh đoạt tổ chứng. Một đám ăn hàng, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn lao lên phía trước. Cũng không phải mỗi người đều chiến đấu, bởi vì chỉ có sinh đan cảnh xuất thủ, chú đỉnh làm gì có tư cách nhúng tay vào. Không chỉ phong kế hành, tống lam, các thường thiên đều bước vào sinh đan, có lẽ các nàng đã đạt được không ít vật chất thần tính, từ đó gia tăng phẩm chất tiên đỉnh lên cấp độ hoàn mỹ, lại tu ra cửu đỉnh, còn không đột phá sinh đan còn chờ cái gì. Nơi này không có chân ngã cảnh, mấy lão quái vật kia đã đi lên phía trước hay đang đi vòng trong mê cung. Chẳng phải mấy quả trứng chim hay sao, cần cướp như thế. Lăng hàn tiến tới bên cạnh một người, mỹ nữ này giật mình khi thấy lăng hàn xuất hiện bên cạnh. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, có ai không giật mình hắn chỉ nói một câu, vạn nhất hắn muốn phi lễ chính mình thì sao? Nàng vội vàng lui mấy bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lăng Hàn. Người nào, dám mạo phạm liếu tiên tử, nàng cũng không phải một người, bên người còn có hộ hoa sứ giả, có kẻ tức giận mắng Lăng Hàn. Mỹ nữ kia khôi phục tinh thần, nàng khoát tay áo, nói. Quên đi, những người kia mới xem như thôi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn cực kỳ không tốt. Đó là chứng bạch xa, cho nên đã dẫn phát tranh đoạt, chỉ cần nhân dịp này nhỏ máu vào trứng rắn con, có khả năng lớn làm rắn con nhận chủ, từ đó thu hoạch thú sủng cường đại. Mỹ nữ kia chủ động giải thích, thì ra là thế, bạch xa rất mạnh, hơn nữa còn có thực lực chân ngã cảnh, có thể địch nổi mấy lão quái vật liên thủ, hơn nữa sinh linh nơi này trưởng thành cực nhanh, mấy chục năm sau sẽ đạt tới cấp bậc chân ngã cảnh, khi đó có thể trợ giúp chính mình. Cảm ơn, hắn gật đầu với Mỹ nữ, hư, người biết thì thế nào, người tham gia tranh đoạt chính là phong kế hành, triệu vô cực. Nam Cung Hào, nếu ngươi tiến lên sẽ mất mạng trong nháy mắt. Một tên nam tử trẻ tuổi lên tiếng chào phúng, chương 4370, lấy đồ trong túi. A, à, triệu vô cực, Nam Cung Hào. Nam Cung Hào là chú đỉnh đứng thứ hai tại Bắc Thiên vực gần với phong kế hành, đương nhiên, hiện tại hắn cũng tiến vào sinh đan. Hắn phi thường dễ phân biệt, bởi vì hắn có mái tóc bạc trắng. Lăng Hàn cũng tìm được nhân vật đối ứng, đó là một nam tử trẻ tuổi, kỳ thật tướng mạo phi thường anh Tuấn, phối hợp với mái tóc trắng cũng không lộ ra dáng vẻ già nua, ngược lại còn có mị lực đặc thù. Còn có triệu vô cực, đây là nhân tài mới xuất hiện, nghe nói thực lực cường đại, là người có thể đánh đồng với phong kế hành. Lăng Hàn liền không khớp số, bởi vì hỗn chiến bên trong nam tính lấy đếm đến 10 mà tính, trừ phong kế hành, nam cung hảo ra, còn có 10 người. Lăng Hàn kích động, thực lực của hắn khi đạt tới cửu đỉnh sẽ mạnh thế nào? Xeo, hắn nhảy ra ngoài, những người đang quan chiến ngạc nhiên không nhỏ, tại sao lại có người vội vàng đi tìm chết như thế? T, gia hỏa này không chịu được đả kích, chỉ nói với hắn một câu, hắn đã xông ra ngoài rồi. Nam tử trẻ tuổi vừa trào phúng Lăng Hàn lầm bẩm, hắn từ trước đến nay nói chuyện rất cay nghiệt, cũng không có ý nhắm vào Lăng Hàn, cho dù nói với người khác cũng thế. Ai, những người khác lắc đầu, xông vào hỗn chiến của sinh đan cảnh, đây là hành vi tìm cái chết. Nhưng bọn họ nhanh chóng mở to mắt nhìn, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Bọn họ nhìn thấy cái gì? lăng hàn như dẫm trên đất bằng tiến vào trong đại chiến hơn nữa hắn đang tiếp cận với đống trứng kia ngươi dám những người đang kịch chiến phát hiện lăng hàn tới gần phong kế hành thức giận lộ ra sát ý đáng sợ tống lam lại kinh ngạc trong cái nhìn của nàng lăng hàn đã biến mất cực lâu cho nên lúc này mới xuất hiện trở lại phần lớn người đều không biết lăng hàn nên không hiểu gì về hắn chỉ là chú đỉnh lại dám xông vào hỗn chiến của sinh đan cảnh chú đỉnh kia thật phi phàm có thể không tổn thương manh giáp nào trong loạn chiến của sinh đan cảnh thật sự làm người ta không cách nào tưởng tượng ra nổi. Phong kế hành rất kiêng kỵ lăng hàn, hắn cứ giết tới đã. Nửa tháng trôi qua, hắn triệt để củng cố cảnh giới, cho nên uy lực một trưởng của hắn tăng lên rất nhiều. Lăng hàn đánh trả, oanh, hai người va chạm với nhau, lăng hàn bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn cong người đáp xuống đất, hắn ăn thiệt thòi khi chúng một kích này, có cảm giác xương cốt toàn thân đang vỡ nát. Tất cả mọi người tặc lưỡi thở dài, khốn khiếp, có người nào biến thái như hắn không? mặc dù phong kế hành mới bước vào sinh đan cảnh, nhưng hắn đã tu ra cửu đỉnh trong chú đỉnh. hơn nữa phẩm chất tiên đỉnh vô cùng kinh người. sau khi củng cố cảnh giới, chiến lược của hắn ít nhất cũng tăng lên tam trọng thiên. có thể tiếp được một kích này mà không tổn thương, chiến lược chú đỉnh này sánh ngang sinh đan cảnh nhất trọng thiên. t, chú đỉnh có chiến lược sinh đan cảnh. mặc dù sinh đan cảnh chỉ có bốn giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, nhưng cùng là sơ kỳ, đột phá từ thiên đỉnh và đột phá từ cửu đỉnh chiến lược có thể giống nhau hay sao? còn nữa, thanh đồng đỉnh đột phá và hoàng kim đỉnh, lưu ly đỉnh chín màu đột phá sẽ giống nhau hay sao? cho nên chiến lược sinh đan cảnh chỉ có giá trị tham khảo, lấy mấy trọng thiên đến định lượng. ví dụ như phong kế hành, hắn vừa vào sinh đan nhưng chiến lược đã đạt tới tam trọng thiên. phần lớn người muốn đạt tới sinh đan sơ kỳ đỉnh phong tiếp cận trung kỳ mới có chiến lược đạt tới tam trọng thiên. mọi người nghị luận với nhau, sau đó không thể tin vào mắt mình. Chú đỉnh và Sinh Đan là một cây cầu không thể vượt qua, cũng không thể vượt qua. Bởi vì chú đỉnh cực hạn chính là Cửu đỉnh, cho dù Cửu đỉnh mạnh thế nào cũng không thể đánh lại Sinh Đan cảnh, cho dù đối phương kinh diễm thế nào. Nhưng Lăng Hàn lại phá vỡ thiết luật này, quái vật, phong kế hành biến sắc, hắn không phải bởi vì thực lực của Lăng Hàn, mà là ý nghĩa ẩn chứa phía sau. Lăng Hàn hiện tại mới bước vào Cửu đỉnh, T, ra hỏa này thời điểm bát đỉnh liền đã có thể địch lại tu vi Cửu đỉnh của mình, một khi hắn bước vào Cửu đỉnh thậm chí có được chiến lực sinh đan cảnh, cho dù chỉ là nhất trọng thiên yếu nhất. Giết, nhất định phải giết chết hắn, nếu như gia hỏa này bước vào sinh đan, chiến lực của hắn sẽ kinh khủng cỡ nào. Tứ trọng thiên, Ngũ trọng thiên, Phong kế hành lại tấn công Lăng Hàn lần nữa. Hắn có ý chí kiên định, trong mắt tỏa ra sát ý. Lăng Hàn thở dài, mặc dù hắn có thể địch lại sinh đan cảnh yếu nhất, nhưng Phong kế hành cũng không phải sinh đan cảnh yếu nhất. Hắn lắc người bay về hướng ổ trứng rắn hắn dùng sát khí xung kích ảnh hưởng tới hoạt động của phong kế hành. Hừ, cho dù yêu nhiệt hơn nữa cũng chỉ là chú đỉnh. Nam cung hào tóc trắng lên tiếng, hắn vung tay phải tấn công lăng hàn. Bài danh tinh võng của hắn gần với phong kế hành, hiện tại bước vào sinh đan, hắn và phong kế hành ai mạnh ai yếu còn phải chờ đánh xong mới biết. Uy lực một trường này đạt tới tam trọng thiên, lăng hàn không hành động, hắn vận dụng sát khí xung kích, cho dù là ai cũng trúng chiêu, hơn nữa công kích cũng dừng lại nhìn lăng hàn tiếp tục lao lên phía trước mỗi người đều không thể tin nổi hai đại thiên tài đứng đầu cùng công kích hơn nữa còn có ưu thế một đại cảnh giới vẫn phải nhìn lăng hàn thong dong phá vây đây là chuyện khó khăn thế nào tất cả mọi người đang đoạt chứng rắn nhìn thấy lăng hàn đã tiếp cận những người khác cảm thấy ngạc nhiên bọn họ vội vàng xuất thủ cho dù là tống lam cát tường thiên cũng không ngoại lệ lăng hàn cười ha ha hắn phát động huyễn cảnh thần mang ngay sau đó mọi người chúng chiêu và lâm vào trong ảo cảnh của mình Mặc dù một chiêu kiến công, nhưng lăng hàn lão đảo suýt ngã, thân thể thoát lực. Một lần công kích mười mấy tên sinh đan, cho dù hắn chỉ thúc giục huyễn cảnh thần mang cũng phải cố hết sức. Trong nháy mắt tiếp theo, lăng hàn xông tới ổ rắn, hắn tóm lấy tất cả trứng rắn. Đây là sinh mệnh thể nên không thể thu vào trong pháp khí không gian, chỉ có thể giấu trong người. Nhưng những quả trứng rắn này lớn như nắm tay, lăng hàn không thể nhét hết vào trong người, cho nên hắn phải ném lại vài quả. Làm như vậy cũng có thể giảm bớt thù hận, tránh những sinh đan kia cảnh này đuổi theo. Lăng Hàn, Tống Lam quát lên một tiếng, nàng đã thoát khỏi huyễn cảnh thần quang sau đó cầm kiếm chém tới. Các tường thiên cũng không kém bao nhiêu, nàng là thánh nữ Phật tộc, bản thân hiểu mê hoặc nhân tâm, cho nên nàng có sức chống cự ảo cảnh rất mạnh. Còn có Phong kế hành, Nam cung Hào cũng thoát khỏi ảo cảnh, bọn họ xông lên chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn không thể ngăn cản nhiều sinh đan vây công như vậy, hắn thét lên một tiếng, sau đó phát động chỉ xích thiên nhai bỏ chạy thật xa có ít người đuổi theo có ít người không đuổi theo bọn họ tranh đoạt chứng rắn còn lại chiến thuật phân hóa thành công nhìn lăng hàn nghênh ngang rời đi những chú đỉnh đứng quan sát há hốc mồm hoàn toàn nói không ra lời trong mắt bọn họ lăng hàn đã không phải là người mà là thần quá đẹp có thể đoạt bảo trước mặt sinh đan cảnh như lấy đồ trong túi dưới gầm trời này còn có người thứ hai làm được như vậy hay sao quá đẹp trai quá lãnh khốc chỉ trong nháy mắt những người đuổi theo quay trở về đối mặt với lăng hàn có sát khí xung kích cùng Nguyễn cảnh thần mang, hắn muốn thoát khỏi truy kích quá dễ dàng. chương 4371, Chiến Đồng Vĩnh Ninh Đối với lăng hàn mà nói, thì chứng rắn chỉ là thuận tay mà làm, mục tiêu của hắn không phải là thú sủng cho dù chúng trưởng thành có chiến lược chân ngã cảnh cũng không lọt vào mắt hắn. Lăng hàn theo đuổi thực lực cá nhân cường đại, đối với thú sủng hắn có cũng được, không có chẳng sao, không có thì hắn cũng không tận lực theo đuổi. Nếu như đám người phong kế hành biết rõ, khẳng định sẽ tức chết. Ngươi không thèm thì cướp làm gì? Lăng Hàn sờ lên cầm, chiến lực của hắn hiện tại đạt tới sinh đan sơ kỳ, nhưng các thiên kiêu như phong kế hành vừa đột phá sinh đan đã có chiến lực tiếp cận sinh đan trung kỳ, hơn nữa còn rất mạnh. Không có biện pháp, đây là áp chế đại cảnh giới. Lăng Hàn cảm thấy gấp gáp, hắn phải mau chóng tập hợp đủ chín đạo tiên hà, sau đó sẽ đột phá sinh đan, đến lúc đó với chiến lực cường đại của, phong kế hành còn xứng là đối thủ của hắn hay sao? Ha ha, rốt cuộc cũng tìm được ngươi, tiếng cười dài vang lên, trong giọng cười còn mang theo khoái ý. Hả, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn buồn cười, người đến chính là Đồng Vĩnh Ninh. Hắn cũng không phải đi một mình, hắn còn mang theo bốn tộc nhân, tất cả đều có tu vi trúc cơ. Tiểu tử, gặp ta còn có thể cười được, Đồng Vĩnh Ninh lạnh lùng nói ra, vì cái gì không cười nổi. Lăng Hàn hỏi lại, ngươi không thể ngự khí phi hành tại đây, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Đồng Vĩnh Ninh cười rất khoái trá, Ba đại sinh đan của gia tộc hắn đuổi vào Hắc Thiên Miếu nhưng không phát hiện tung tích của Lăng Hàn, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn gặp Lăng Hàn tại nơi này. Chú đỉnh nho nhỏ, không thể ngự khí phi hành, Lăng Hàn làm sao chạy thoát khỏi tay của hắn. Hai tên sinh đan khác đâu? Lăng Hàn hỏi, ác đồ, đối phó ngươi, một mình tam thúc là đủ rồi. Một tên tộc nhân đồng ra nói chen vào, bốn người bọn họ nhìn Lăng Hàn như nhìn một cỗ thi thể. Lăng Hàn lắc đầu, thời điểm người lớn nói chuyện, tiểu hai tử chen miệng vào làm gì. Hắn phất tay, kinh lực hóa thành bàn tay màu xanh, bàn tay màu xanh không khác gì cánh tay thật, bàn tay tấn công tên tiểu bối đồng ra. Lớn mật, đồng vĩnh ninh hừ lạnh một tiếng, hắn xuất trưởng đánh tan bàn tay màu xanh kia. Bành, hai kinh lực va chạm vào nhau, sau đó cả hai cùng biến mất. Cái gì, đồng vĩnh ninh lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, mặc dù hắn không sử dụng toàn lực nhưng cũng đủ nghiền ép lăng hàn, tại sao lại có thể cùng biến mất chứ? Trước đó, Mặc dù Lăng Hàn có thủ đoạn đối kháng với cao thủ sinh đan sơ kỳ, nhưng đó là một đạo thiểm điện, còn có pháp khí nhưng tuyệt đối không phải chiến lược bản thân hắn, nhưng một kích này sử dụng bí lực va chạm. T. Một chú đỉnh có lực lượng ngang với sinh đan. Đây là trò đùa lớn. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng bốn tên tộc nhân đồng ra hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Bọn họ chỉ nhìn thấy Đồng Vĩnh Ninh tùy tiện hóa giải một kích của Lăng Hàn, nhưng lại không biết Đồng Vĩnh Ninh dùng bao nhiêu lực. Cho nên, bốn người đều cười lạnh, cũng xem thường Lăng Hàn tam thúc ác đồ kia quá lớn mật còn dám xuất thủ trước mặt ngài đúng xin tam thúc bắt lấy hắn để trừng trị bọn họ gào lên hận không thể tự mình xông lên đánh lăng hàn đồng vĩnh ninh hít sâu một hơi hắn chấn định hơn trước rất nhiều chú đỉnh cuối cùng chỉ là chú đỉnh tuyệt đối không có khả năng đối kháng sinh đan nhất định là như thế lăng hàn mỉm cười đồng lão tam người muốn bắt ta sao dễ như trở bàn tay đồng vĩnh ninh xuất thủ hắn xông vào chém giết lăng hàn Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai trốn tránh, đồng ra thật bá đạo, hắn lắc đầu, nói, ta đang yên đang lành đứng ở ven đường, các ngươi lại điều khiển thuyền lớn đụng vào ta, không thể đụng vào ta, thế là nhảy xuống truy sát ta. Ha ha, ai cho ngươi gan chó như vậy, bị hắn của trách như thế, sắc mặt đồng vĩnh ninh rất khó coi, đồng ra bá đạo thì thế nào, ai bảo ngươi chỉ là một chú đỉnh nho nhỏ. Chỉ là một tên chú đỉnh đã khó giết như vậy, đây mới là điểm làm hắn khó chịu. Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết, hắn giống to, sau đó chúc thế công như sấm xét vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp tục trốn, nói, đồng lão tam, người có tin thế gian sẽ có báo ứng hay không? Đồng Vĩnh Ninh không nói lời nào, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đánh chết Lăng Hàn, hắn muốn tiểu tử này vĩnh viễn không nói chuyện được. Ác hiếu ác báo, lần nào cũng đúng, Lăng Hàn thản nhiên nói, nhưng cầu người không bằng cầu mình, hôm nay ta sẽ chém người thu chút lợi tức. Ha ha! đồng vĩnh ninh chỉ cười lạnh hai tiếng gia hỏa không có sức hoàn thủ trước mặt hắn còn dám khẩu suất cuồng ngôn ác đồ người chỉ có thể khoanh tay nhận lấy cái chết nhắm mắt nhận lấy cái chết có thể giúp người chết một cách thống khoái bốn tên tộc nhân đồng ra cùng kêu lên theo bọn họ nghĩ lăng hàn đã chết chắc đây là việc sớm muộn mà thôi lăng hàn mỉm cười hắn không tránh né nữa hắn dùng nắm đấm ngăn cản đồng vĩnh ninh hư đúng là không biết trời cao đất rộng đồng vĩnh ninh nhếch miệng cười lạnh Chú đỉnh nho nhỏ lại dám đối kháng chính diện với mình, ai cho hắn dũng khí như vậy? Oanh, nắm đấm của Lăng Hàn đón lấy bàn tay trái của Đồng Vĩnh Ninh, lực lượng phun trào, lực chấn động cấp bậc sinh đan tuôn ra ngoài và hóa thành sóng to gió lớn. Ngô, a, à, bốn tên tộc nhân đồng ra kêu gào thảm thiết, bọn họ bị lực lượng ba động đánh bay ra xa. Năng lượng chấn động dần dần tan biến, bốn người kia bị đánh bay, bọn họ cũng không bị thương, bọn họ vội vàng bò dậy, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng làm bọn họ hoảng hốt lăng hàn đứng ngạo nghễ phong thái khiếp người làm sao có thể chỉ là chú đỉnh hắn làm sao có tư cách đối kháng với sinh đan mặt trời mọc từ hướng tây hay sao làm sao có thể đồng vĩnh ninh cũng kinh ngạc thốt lên lúc trước hắn hóa giải một kích của lăng hàn mặc dù cũng cảnh giác lăng hàn cường đại nhưng về sau lăng hàn vẫn tránh né hắn cho rằng lăng hàn đã sử dụng bí pháp oanh kích từ đó có thể bộc phát lực lượng tạm thời chỉ có thể dùng một kích mà thôi nhưng va chạm với lăng hàn vừa rồi hắn phát hiện lực lượng của đối phương rất mạnh, hoàn toàn không kém mình chút nào. Ngươi chỉ là chú đỉnh, tại sao lực lượng của ngươi lại đạt tới nhất trọng thiên? Lăng Hàn mỉm cười, bởi vì ta là thiên tài, lời này trang bức không gì sánh được, có người nào tự khen mình như thế không? Nhưng cho dù là ai nhìn thấy cảnh này cũng không dám nói Lăng Hàn mặt dày. Chú đỉnh có thể lực kháng sinh đan, cho dù trang bức thế nào cũng có thể. Đồng Vĩnh Ninh cao mày, đây không phải là thiên tài, mà là quái vật mặc kệ ngươi là thiên tài hay quái thai chú đỉnh cũng chỉ là chú đỉnh xem ta giết ngươi như thế nào hắn lao tới lần nữa cũng bộc phát toàn bộ chiến lược sinh đan cảnh lăng hàn không sợ hắn phát động thập bát la hắn thủ đấu với đồng vĩnh ninh ồ đồng vĩnh ninh kinh hãi vì sao lăng hàn lại biết môn bí pháp này phải biết hắn cũng tiến vào hắc thiên miếu cũng học môn quyền pháp này nhưng lúc đó hắn không nhìn thấy lăng hàn tại sao lăng hàn học được môn bí pháp này tại sao ngươi có thể học được hắn lên tiếng hỏi, ngươi đoán, Lang Hàn cười nói, Đồng Vĩnh Ninh sẽ không đoán, hắn cười lạnh một tiếng, cũng vận chuyển thập bát la hán thủ va chạm với Lăng Hàn. Trường 4372, xử lý, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới biết, Đồng Vĩnh Ninh quá to, hắn nhất định phải sử dụng tới thập bát la hán thủ, không cần không được, bởi vì môn quyền pháp này có cấp bậc tôn giả, nếu hắn dùng kỹ pháp bình thường sẽ ăn thua thiệt rất lớn. Trong tình huống lực lượng tương đương, kỹ pháp càng mạnh sẽ chiếm được ưu thế thậm chí còn có tính quyết định oanh bí pháp phật tộc đấu nhau chỉ qua mấy chiêu đã phân ra cao thấp đồng vĩnh ninh chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực của thập bát la hán thủ nhưng lăng hàn lại đạt đến sáu thành đây là nghiền ép tuyệt đối lúc này đồng vĩnh ninh đã rơi vào hạ phong chỉ còn lại lực lượng chống đỡ khốn khiếp bốn người đồng ra trợn mắt hốc mồm tình huống gì thế này tại sao có thể tồn tại ra hỏa biến thái như thế Lăng Hàn cười ha ha, hắn cường thế xuất thủ áp chế Đồng Vĩnh Ninh. Mọi người cùng dùng một môn kỹ pháp, chuyện này không cần nói nhiều, ai nắm giữ thuần thục hơn thì ai nắm giữ ưu thế. Hết lần này tới lần khác, Đồng Vĩnh Ninh biết rất rõ hắn nắm giữ kỹ pháp không thuần thục bằng Lăng Hàn, cho nên hắn ăn thiệt thòi quá lớn, việc này không khác gì uống rượu độc giải khác, bởi vì hắn có thể phát huy 10 thành uy lực của chiến lực, nhưng đẳng cấp bản thân kỹ pháp quá yếu, 10 phần uy lực lại kém 3 thành uy lực của thập bát la hán thủ hắn gào thét không cam lòng, chính mình chính là sinh đan A, nếu như thua trong tay một tên chú đỉnh nho nhỏ, đây là chuyện xấu muôn đời, là trò cười thiên cổ. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng, tranh lệch của chúng ta chỉ có bao nhiêu đó hay sao? Hắn nâng tay lên, tia sáng màu vàng xuất hiện, đây là canh kim kiếp lôi, ba, một kích đánh chúng, đồng vĩnh ninh chúng chiêu, thân thể hắn bay ra xa mặc dù canh kim kiếp lôi không bằng hỗn độn thần lôi nhưng cũng có thể sánh ngang thánh thuật lại do lăng hàn vận dụng đồng vĩnh ninh không trúng chiêu bốn tộc nhân đồng ra há hốc mồm bọn họ kinh ngạc nhìn lăng hàn hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình a à, đồng vĩnh ninh nhảy sang một bên sườn trái của hắn xuất hiện một vết thương thật dài hắn đã bị canh kim kiếp lôi đánh trúng thân thể trọng thương ác tử hắn giết trở về tuyệt đối không thể thua lăng hàn hắn không muốn biến thành trò cười thiên cổ Lăng Hàn lại giơ tay lên, quý thủy âm lôi, tư, lôi đình đánh tới, Đồng Vĩnh Ninh bị đánh bay ra ngoài lần nữa, lần này, toàn thân hắn bị băng xương bao phủ, nhưng trên người lại có mùi khét xuất hiện, việc này rất quỷ dị. A, à, Đồng Vĩnh Ninh lại lao tới lần nữa, Lăng Hàn cười lớn một tiếng, một đạo lôi đình màu xanh đánh tới, chính là ất mộc chính lôi. Không cần suy nghĩ nhiều, Đồng Vĩnh Ninh bị đánh bay lần nữa. Lần này, Đồng Vĩnh Ninh lại đứng dậy nhưng hắn không dám xuất thủ tiếp. Bây giờ không phải là vấn đề mặt mũi hay không, mà là hắn có thể sẽ chết tại nơi này. So với thanh danh, đương nhiên Đồng Vĩnh Ninh càng quan tâm tính mạng của mình, không bao lâu nữa, hắn sẽ rời khỏi nơi đây và đi tới thế giới rộng lớn hơn, chỗ đó sinh đan cảnh có thể sống 4.000 năm. 4.000 năm đấy, hắn hiện tại mới hơn 40 tuổi, hắn còn chưa sống bằng số lẻ của 4.000 năm, hắn làm sao cam lòng tử vong. Bỗng nhiên hắn quay người bỏ chạy, ha ha, nghĩ hay lắm, lang hàn đánh ra huyễn cảnh thần mang, đổng vĩnh ninh đang bỏ chạy cũng dừng lại trên mặt hắn xuất hiện các biểu lộ khác nhau có lúc đang trợn mắt có khi cười lạnh biểu lộ quỷ dị không gì sánh được chúng chúng ta bốn tộc nhân đổng ra đều kinh hãi vào lúc quan trọng như vậy tam thúc lại chúng ta làm sao bây giờ lang hàn cất bước đi sang sau đó đưa tay về phía đổng vĩnh ninh nhưng đổng vĩnh ninh đang lâm vào ảo cảnh bản năng võ giả vẫn còn hắn lập tức oanh kích lang hàn thậm chí trong ảo cảnh cũng chế tạo kẻ địch cho hắn như vậy hiện tại hắn đang xuất thủ tấn công kẻ địch kia lăng hàn búng tay một cái ba hiệu quả ảo cảnh biến mất đồng vĩnh ninh tỉnh táo lại sau đó hắn phát hiện mình đang xuất thủ với lăng hàn khốn kiếp gặp quỷ rồi hắn rõ ràng đã bỏ chạy tại sao lại biến thành chủ động công kích không tốt là ảo cảnh hắn hoảng sợ tỉnh ngộ vừa rồi chính mình đã lâm vào ảo cảnh lúc này mới phát động công kích nhắm vào lăng hàn cảnh này giống như từng quen biết a à, hắc thiên miếu Lăng Hàn biết thập bát la hán thủ, lại có chế tạo ảo cảnh, gia hỏa này nhất định cũng đi hắc thiên miếu, hắn chỉ ẩn giấu thân phận mà thôi. Lăng Hàn xuất thủ, lần này hắn vận dụng đế thuật. Yêu hầu quyền, banh, hắn đánh ra một quyền, đồng vĩnh ninh bị đánh bay lần nữa, hắn thê thảm rồi, xương cốt toàn thân đứt gãy hơn phân nửa, công kích kèm theo tần suất công kích, lực phá hoại đáng sợ không gì sánh bằng. Phốc, đồng vĩnh ninh liên tục thổ huyết, hắn là sinh đan cảnh, sinh mệnh lực của hắn rất ương ngạnh, cho nên hắn vẫn chưa chết nhưng chịu một kích đế thuật hắn cũng thoi thóp bằng không đế thuật cũng không đáng giá như vậy a à, đồng vĩnh ninh gầm thét trên người hắn sinh ra lực lượng ba động vô cùng cường đại hơn nữa còn có tràn đầy sinh cơ hắn đang thiêu đốt tiên đan trong người hắn muốn khôi phục sinh cơ hiệu quả thiêu đốt cực nhanh nhưng tiên đan bị thiêu đốt xong tu vi sẽ phế đi thực lực sẽ giảm xuống chú đỉnh thậm chí còn thấp hơn hắn cũng không muốn nhưng bây giờ không thiêu đốt tiên đan hắn chỉ có một con đường chết hắn lại không muốn chết Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn lại vận dụng yêu hầu quyền. Thức thứ hai, uy năng chồng lên chiêu thứ nhất, uy lực của một quyền này sẽ tăng thêm một bậc. Đế thuật huyền diệu cỡ nào, bị ý niệm của Lăng Hàn khóa chặt, Đồng Vĩnh Ninh không có khả năng tránh né, hắn chỉ duỗi tay ra ngăn cản trước mặt mình. Chết, Lăng Hàn lạnh lùng quát lớn, một quyền này mang theo lửa giận vô tận, đồng ra bá đạo, hắn nhìn tất cả hành vi phách lối đó vào trong mắt, một quyền này bốc lửa hừng hực và hóa thành một quyền mang lửa giận ngập trời. Bành, một quyền này đánh ra lực lượng đáng sợ a à, đồng vĩnh ninh phát ra tiếng kêu thảm thân thể như nổ tung mưa máu bay khắp trời trong đó mang theo khí huyết và lực lượng sau khi sinh đan thiêu đốt tiên đan vừa rồi đồng vĩnh ninh đã khôi phục trạng thái tốt nhất hiện tại thì sao cho nên không khí còn mang theo oán niệm vô tận của đồng vĩnh ninh hắn bị đánh nổ trong trạng thái toàn thịnh cho dù làm quỷ cũng không thể an bình lang hàn thu hồi nắm đấm sau đó hắn nhìn sang bốn tên tiểu bối đồng ra Bốn người kia run rẩy, sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn. Ba, ba, hai người đều quỳ xuống dưới dập đầu với Lăng Hàn, hai người khác quay đầu bỏ chạy. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, sát khí xung kích đánh tới, hai tên đồng ra bỏ chạy lao lên phía trước, một tên đồng ra quỳ xuống nghiêng người về phía trước và ngã trên mặt đất, ba người bị nổ trái tim, hiển nhiên bị sợ hãi vỡ tim. Người cuối cùng run rẩy, trong ánh mắt mang theo sợ hãi vô tận. Ba tên tộc nhân kia vừa rồi nhảy nhót tưng bừng, nhưng một giây sau lại biến thành thi thể, làm sao không sợ. Trở về nói với đồng khiếu và đồng thư hoa, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đi tìm bọn chúng, bảo bọn chúng rửa sạch cổ cho ta. Lăng Hàn nói ra, chương 4373, huyền quy điện. Lưu lại một người sống truyền tin tức, Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Sau trận chiến lần này, hắn cũng xác nhận rõ thực lực bản thân, lực lượng của hắn có thể sánh ngang sinh đan sơ kỳ, hơn nữa chiến lực không kém gì nhất trọng thiên. Hắn vận dụng các loại kỹ pháp, chiến lược lại tăng lên nhất trọng thiên. Lại đi về phía trước một đoạn, Lăng Hàn dần dần sinh ra áp lực. Đây là áp chế cấp độ, hắn dần dần có cảm giác cật lực. Còn tốt, tạm thời hắn còn có thể kiên trì, không ngừng tiến lên, nhưng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Một ngày sau đó, phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Chuyện này không thể gọi là xa hoa, phi thường mộc mạc, hơn nữa còn tỏa ra khí tức cổ xưa. Áp lực sinh ra từ cung điện, thời điểm đến nơi này, người ta sẽ phát hiện trong thân thể sinh ra cảm giác sợ hãi từ bản năng đây cũng không phải chuyện không có khả năng trước đó trong hắc thiên miếu có thật nhiều thi thể thánh nhân căn bản không thể tới gần chỉ có thể đi vòng qua những thi thể thánh nhân kia đều bị phanh ngực mổ bụng có thánh nhân bị rút hết máu trôi mất tinh hoa uy áp hơn toàn kém hơn các thi thể thánh nhân bình thường bằng không bọn họ cũng khó có thể đi vòng qua nhưng nơi này là sao huyệt của á thần thú quanh năm suốt tháng sẽ lưu lại khí tức của á thần thú Á thần thú này cấp bậc thấp nhất cũng là thánh nhân, uy áp của nó mạnh mẽ không gì sánh bằng. Bên ngoài cung điện, Lăng Hàn thấy được rất nhiều người, có lão quái chân ngã cảnh, cũng có kẻ bên ngoài tu vi chú đỉnh cảnh, tất cả đều muốn đi vào cung điện nhưng không ai có biện pháp. Ai có thể đi vào? Đối mặt với uy áp khủng bố như thế, cho dù là chân ngã cảnh cũng chỉ có thể nằm dạp xuống đất. Người nào cũng đoán được đây là động phủ của Huyền Quy, nói không chừng bên trong có lột xác của nó, con á thần thú, cho dù huyết nhục da lông hay xương cốt đều là trí bảo vô thượng, ngay cả thánh nhân cũng động tâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bảo Sơn nằm trước mặt nhưng không thể tiến vào, người nào không tức giận đấm ngực dậm chân. lang Hàn không cảm thấy thất vọng quá lớn, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn chỉ tìm tiên hà mà thôi, cái khác có được là phúc của ta, không chiếm được cũng không có gì. Xeo, một tia sáng bay ra khỏi cung điện, nó hóa thành một giải lụa và xoay tròn trên cao. Tiên hà, không ít người kinh hô, có người đỏ mắt, đó là những chú đỉnh chưa đột phá sinh đan, chỉ cần dung hợp một đạo tiên hà, khi đó có thể tu ra một môn thần thông, uy lực chí ít cũng tương đương với bảo thuật tứ cực cảnh. Lăng Hàn dùng nhãn thuật quan sát, đó là tia sáng màu vàng đất nhưng bản thân lại là lôi đình. Mậu thổ minh lôi, Lăng Hàn rung động, đây là lôi đình thuộc tính mậu thổ cùng loại với canh kim kiếp lôi, quý thủy âm lôi. Làm sao bắt giữ bây giờ? Sau khi tia sáng bay hai vòng, xèo, nó trở về bên trong cung điện, giống như đi nghỉ ngơi. Lăng Hàn suy nghĩ, hắn làm cách nào bắt giữ tiên hà này lại có thể giảm bớt phiền phức, hắn sửa lại hình dáng và tinh thần ba động, tránh khỏi có người tới quấy rầy hắn. Huyến cảnh hắc mang, không được, Lăng Hàn lắc đầu, nơi này áp chế năng lực phi hành, cho dù hắn áp chế tiên hà cũng không thể bay lên, hắn không thể chiếm được tiên hà. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Hàn suy nghĩ, có rất nhiều người đến đây, nhưng đối mặt đại điện thì không có biện pháp. Tiếp cận còn không được thì nói gì tới việc đi vào cho dù là thiên tài chân ngã cảnh, đối mặt với uy áp của á thần thú, nếu bọn họ cưỡng ép tiếp cận chỉ có thể bảo thể mà chết. Nhưng bảo sơn nằm ngay trước mặt, có ai nguyện ý từ bỏ chứ? Một ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi ngày đều có tiên hà bay ra vài lần, giống như đang hít thở không khí, lăng hàn vẫn chờ đợi, hắn muốn xem tia sáng có hạ thấp hay không, đến lúc đó hắn vận dụng nguyễn cảnh hắc mang là có thể giải quyết. Nhưng chỉ ít hiện tại hắn không giải quyết được, oanh, qua ngày thứ tư, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, một con quái vật khổng lồ xuất hiện tại nơi này, chính là con bạch xà kia, Lăng Hàn nuốt nước bọt, trước đó chỉ có một người thông qua con suối, hình thể bạch xà lớn như thế, nó làm sao đi vừa? Đương nhiên, khi đạt tới chân ngã cảnh, bạch xà có thể tùy ý biến nhỏ thân thể, hoặc nơi này còn có thông đạo khác. Nghĩ tới đây, hắn bật cười, hiện tại là thời điểm hiếu kỳ việc này hay sao? Hiển nhiên bạch xà rất tức giận, nó bị người ta đuổi đi, con của nó cũng bị lấy đi, cho nên nó đằng đằng sát khí. Hùng thú không đàm phán hay nói chuyện, nó không ngừng tấn công các nơi, đuôi rắn quét ngang giống như ngọn núi nện vào người, đáng sợ không gì sánh được. Đại thú chân ngã cảnh nổi điên tấn công, ai dám ngăn cản? Cho dù là những lão quái vật chân ngã cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh, hùng thú có hình thể đạt tới trình độ nhất định sẽ cực kỳ cường đại. Lăng Hàn cũng lui, hắn tận lực tới gần cung điện kia, hiển nhiên Bạch Xà cũng phải thừa nhận uy áp giống mọi người. Quả nhiên, đuôi rắn Bạch Xà còn chưa đánh tới đã giật lùi như điện giật nó liên tục lui trở về. Lúc này mọi người cũng lui tới gần cung điện, lợi dụng khí tức áp chế của á thần thú, con bạch xà này không dám công kích. Bạch xà nổi giận, nó lượn quanh bốn phía, không ngừng phun cái lưỡi ra, hai mắt to như đèn lồng nhìn đám người, hung uy mười phần. Xeo, đúng lúc này, một đạo tiên hà bay ra ngoài. Tâm niệm lang hàn vừa động, hắn vươn tay đánh ra năm đạo lôi quang. Trừ huyễn cảnh hắc mang, hắn đánh năm đạo lôi quang ra ngoài. Hắn không phải muốn phá hư tiên hà, mà là câu dẫn. Bị hắn đánh như thế, tia sáng kia bị chọc giận, nó lập tức lao về phía Lăng Hàn. Tốt, Lăng Hàn muốn kết quả như thế, hắn lập tức phát động huyến cảnh hắc mang, đây là thần thức công kích cho nên tốc độ vượt qua tất cả. Sau đó, Lăng Hàn phát hiện có một tia sáng màu vàng đất rừng ở trước mặt mình một tấc nếu như hắn sử dụng huyến cảnh hắc mang hơi chậm một ít, kết quả sẽ bị đánh trúng. Đạo lôi đình kia rất đáng sợ, chúng một kích của nó, hắn không chết cũng mất nửa cái mạng nguy hiểm thật lang hàn không chút do so dự dùng hỗn độn cực lôi tháp thu lấy tiên hà thu là tốt hắn có thể từ từ luyện hóa có rất nhiều người nhìn thấy cảnh này cũng hấp dẫn nhiều ánh mắt hâm mộ và ghen ghét đây chính là tiên hà rút lui lang hàn quyết định rời đi hắn đã đạt thành mục đích cung điện kia có uy áp huyền quy bao phủ hắn không thể tiến vào trong ở lại nơi này có ý nghĩa gì uy áp duy trì vài trăm triệu năm không biến mất nó không có khả năng đột nhiên biến mất vào lúc này cho nên, thấy tốt thì lấy. Lăng Hàn nhìn về phía Bạch Xà, vấn đề hiện tại là làm cách nào thoát khỏi Bạch Xà. Chương 4374, Cổ cung. May mắn chính là Bạch Xà không đặt Lăng Hàn vào mắt, bởi vì hắn quá yếu ớt. Hung thú cường đại nhìn chằm chằm vào những lão quái chân ngã cảnh, trong ánh mắt của nó, khẳng định là bọn họ cướp đi trứng của mình, nó muốn đoạt lại dòng dõi bản thân, như vậy nhất định phải xử lý những người này. Hung thú không có trí tuệ quá cao, nó chỉ dựa vào bản năng hành động mà thôi. Kỳ thật, bạch xa mạnh thì mạnh nhưng chưa tới mức áp chế chân ngã cảnh, bằng không nó cũng không cần bỏ trốn. Nhưng các lão quái chân ngã cảnh không có lý do liều mạng với nó. Trước đó có bảo tàng Á thần thú, hiện tại thì sao? Bọn họ không thể vào cung điện, cho nên mất đi dục vọng chiến đấu. Lăng Hàn lấy ra hư không thú ra, hắn khoác lên người trước mặt mọi người, sau đó thoải mái đi lên phía trước. Như vậy cũng được, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời rất hâm mộ thủ đoạn che giấu của Lăng Hàn hiện tại bạch xà đang chắn ngang trước mặt, bọn họ dám ra tay đuổi bắt lăng hàn. Lại nói, bỏ lỡ cơ hội ngay từ đầu, bọn họ đã sớm không biết vị trí của lăng hàn, cho dù truy kích cũng không có kết quả. Lăng hàn không để ý lộ ra bí mật ra hư không thú, bởi vì đây cũng không phải là gương mặt thật của hắn, về sau gương mặt này sẽ không xuất hiện. Sau khi đi vào khu vực an toàn, lăng hàn lại giải trừ ngụy trang, thong dong rời đi. Hắn không rời khỏi tiên đảo, mà là tìm kiếm khắp nơi nơi này có thật nhiều tiên dược tự nhiên phải chiếm nhiều một ít hắn thu hoạch không nhỏ chẳng những nhận được tiên dược còn có vật chất thần tính kiếm được đầy bồn đầy bát sau đó hắn mới lặng lẽ rời đi trở lại ma nguyên vực hắn bắt đầu luyện hóa đạo tiên hà thứ bảy hắn tốn trước thời gian luyện hóa cuối cùng đã đại công cáo thành còn kém hai đạo chỉ cần chiếm được hai đạo tiên hà lại tu luyện tới cửu đỉnh đỉnh phong lăng hàn sẽ sung kích sinh đan đến lúc đó hắn có thể đi đồng ra kết thúc ân oán hắn tiếp tục tìm kiếm đầu mối hữu dụng nơi này có bảo tàng ở khắp nơi có cường giả truyền thừa có tiên hà có tiên dược khó trách sau khi mở ra đã làm bắc thiên vực sôi trào a à, hắn tìm được một đoạn tư liệu cũng không phải tin tức mà là chuyện cũ ở khu vực trung tâm ma nguyên vực có một cổ điện cánh cửa khóa chặt và rách nát không chịu nổi đừng nhìn nó rách nát giống như có một cơn gió thổi qua là sụp đổ bao nhiêu năm qua không ai có thể tiến vào bên trong nơi đó không có uy áp cường giả chỉ là bức tường phổ thông lại có thể ngăn chặn mọi người. Lăng Hàn Hiếu Kỳ, hắn quyết định đi xem, mấy ngày sau, hắn đi tới giải đất trung tâm Ma Nguyên vực, hắn dễ dàng tìm ra vị trí cổ điện. Thật sự cổ xưa, bức tường đầy dấu loang lỗ do thời gian ăn mòn, có rất nhiều nơi không còn vôi bảo vệ lộ ra gạch bên trong, nhìn nó rất bình thường. Theo lý đối mặt với cung điện như vậy, không nói tới chân ngã cảnh, tiểu nhân vật phàm cảnh cũng có thể tùy tiện phá hủy. Nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại, không người nào có thể tiến vào. A, à, hắn kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen. Tống Lam, mỹ nữ tuyệt sắc đi nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, luôn luôn bị người ta vây quanh, nơi này cũng không ngoại lệ, nàng một thân váy dài trắng thuần, không chút phấn son nhưng lại xinh đẹp vô song, người nào gặp nàng cũng cảm thấy tim đập mạnh và không kìm nén được cõi lòng. Bên cạnh nàng có hơn 10 nam tử trẻ tuổi, có phong độ nhẹ nhàng, có khí thế kinh người. Đủ tư cách ở bên cạnh nàng, khẳng định đều thiên kiêu vô cùng cao minh lang hàn đã ngụy trang qua không có người nào nhận ra hắn bởi vậy hắn thoải mái đi về phía trước hắn đi tới bên cạnh cổng chính đưa tay đẩy cửa hắn dùng sức đẩy hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình như ném đá vào biển rộng tất cả biến mất trong nháy mắt thú vị hắn lui về phía sau một chút hắn đánh ra một quyền vào cửa lớn nhưng lực lượng này đánh vào cửa lớn giống như nước gặp bọt biển bị hấp thu sạch sẽ khó trách không ai có thể mở cung điện này quả thật rất thần dị nhưng nó nằm ở nơi này đã sớm hấp dẫn vô số thổ vân chú ý, hiện tại vẫn chưa mở ra, hiển nhiên nó đã không bị bọn họ chú ý tới nữa. Chỉ có kẻ bên ngoài mới cảm thấy mới lạ, giống như Tống Lam, giống như Lăng Hàn đều là bị hấp dẫn tới. Ha ha, không cần lãng phí khí lực, người không có khả năng mở ra. Một thanh niên nói, hắn dùng tay vỗ tường, không thể không cảm thán, lực lượng của năm tháng mới là cường đại nhất. Nhìn đi, chúng ta không phá hư chút nào, năm tháng lại có thể làm nó mục nát, cuối cùng sẽ có một ngày bức tường sụp đổ chỉ tiếc khi đó chúng ta đã sớm hóa đạo rồi hắn cố ý nói rất thâm trầm giống như tạo thành khí tràng cho bản thân lăng hàn nhìn về phía cửa lớn cười nói vì cái gì không đi tìm chìa khóa mở cửa lớn này đúng thế thật nhiều người gật đầu đây là đạo lý đơn giản nhất tại sao bọn họ không nghĩ ra đây là bệnh chung của võ giả giống như bọn họ đi thăm dò cổ mộ nào có chủ nhân cổ mộ nào hoan nghênh bọn họ khi còn sống còn cố ý lưu lại chìa khóa. Cho nên, bọn họ gặp được động phủ hay cung điện, phản ứng bản năng chính là đánh vào. Nói nhảm, tòa cung điện này tồn tại không biết bao nhiêu năm, nếu như có thể tìm ra chìa khóa, còn chờ tới bây giờ hay sao? Người trẻ tuổi trước đó bất mãn nói ra, cũng lườm lăng hàn. Ta ở nơi này thâm trầm là cố ý ở biểu hiện trước mặt mỹ nữ một chút, người xen vào làm gì. Lăng Hàn nhìn hắn một lúc, thản nhiên nói, ta chỉ nói có khả năng mà thôi, cho dù ngươi không tán thành cũng không cần phản bác như thế, không có người nào dạy ngươi lễ phép sao?" Người tuổi trẻ kia nổi giận, "Lương Đông khôi ta cần ngươi đến dạy làm người hay sao? Nếu như ngươi không quản tốt miệng của mình, ta không ngại dạy dỗ ngươi." Lăng Hàn thản nhiên nói ra, Lương Đông khôi muốn xuất thủ, đã thấy Tống Lam đưa tay ngăn cản hắn lại. Hắn cũng không dám mạo phạm giai nhân, vội vàng thu hồi nắm đấm. Tống Lam nhìn về phía Lăng Hàn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Chúng ta từng gặp nhau chưa?" trực giác của nữ nhân thật sự đáng sợ, bản thân mình ngụy trang như thế vẫn bị nàng nhận ra cái gì đó. Lăng Hàn cười ha ha, nói, có lẽ đã gặp qua trong mơ, lớn mật, làm càn, những người trẻ tuổi quát lớn, mỗi người cao mày, hiển nhiên không kìm nén được. Đây chính là nữ thần của bọn họ, nhưng Lăng Hàn lại dám mở miệng đùa giỡn, bọn họ làm sao không giận, từng người có cảm giác như đang đội nón xanh. Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Lam bắn ra hàn quang lạnh lẽo, người này ngả ngón như thế, mặc dù Lăng Hàn cũng không có nói năng bậy bạ như vậy nhưng ý đùa giỡn lại rất rõ ràng. Được rồi, không cần chấp nhặt với hắn, nàng xoay người rời đi, lười nhắc nhìn Lăng Hàn, nàng vừa đi, đám người trẻ tuổi cũng rời đi, không thể tiến vào cung điện, lưu lại nơi này làm gì. Đương nhiên là đuổi theo nữ thần hiến ân cần, nhìn xem có cơ hội ôm mỹ nhân quay về hay không. Thấy những người này rời đi, Lăng Hàn tươi cười, hắn cầm lấy một thanh chìa khóa thanh đồng trong tay. Chương 4375, bút ký lúc hắn thông qua sa mạc, hắn được các sa nữ nhận chủ và giao chìa khóa cho hắn. trước đó, hắn hoàn toàn không biết chìa khóa này có thể làm được gì, nhưng khi hắn đứng trước cửa lớn, hắn giật mình. vừa rồi, hắn cố ý đùa giỡn tống lam, đương nhiên mục đích chính là chọc nàng tức giận, bởi vì nàng vừa đi thì những người khác sẽ rời đi, như thế hắn có thể dễ dàng mở cửa và đi vào một mình. nếu không, hiện tại những người kia cơ bản đã bước vào sinh đan cảnh, chiến lược của mỗi người không thua gì hắn, thậm chí tống lam còn trên cả hắn. Lăng Hàn có thể ngăn cản những người này tiến vào trong cung điện hay sao? Hắn hít vào một hơi, hắn cầm chìa khóa và đưa vào lỗ khóa. Có thể nói chìa khóa bé hơn xa so với cánh cửa, thậm chí không liên quan gì đến nhau, nhưng hết lần này tới lần khác chúng lại vừa với nhau. Lăng Hàn không thể không hoài nghi đây chính là bí mật lớn nhất trong bí cảnh như lời Bạch Liên Tổ Vương nói lúc trước. Chìa khóa và lỗ khóa rất khớp nhau. Lăng Hàn tươi cười, hắn chuyển động chìa khóa, hắn, thời điểm hắn xoay chín vòng thì cánh cửa mở ra lăng hàn không do dự hắn rút chìa khóa ra và tiến vào bên trong phía trước đột nhiên nội tâm tống lam nhớ lại những việc lúc nãy dường như cảnh này như đã từng quen biết nàng thông minh tuyệt đỉnh nên dừng bước và xoay đầu lại vừa vặn nàng nhìn thấy lăng hàn lách mình tiến vào trong cửa bị lừa rồi nàng quát một tiếng ngay sau đó lao về phía cung điện nhưng nàng nhìn thấy lăng hàn tươi cười với mình nhưng tay phải không chút do dự đóng cánh cửa nặng nề lại nàng đã tới gần nhưng chậm một bước cửa lớn đã đóng lại cũng ngăn cản tất cả lực lượng của nàng. Lăng Hàn, nàng cắn răng nói ra, Lăng Hàn tươi cười với nàng lúc hắn đóng cửa rất quen thuộc, nàng đã nhận ra ngay lập tức. Tên ghê tởm này, cố ý chọc giận chính mình, từ đó mình rời đi, sau đó thừa cơ mở cửa lớn ra, chờ chính mình lấy lại tinh thần thì đã chậm. Quá ghê tởm, những người khác cũng lao tới, trên mặt bọn họ đầy kinh ngạc, nhất là Lương Đông Khôi, hắn còn nói không thể tìm được chìa khóa, hiện tại có cảm giác như bị bạt tai. Bị hắn lừa mọi người có phản ứng đáng tiếc nói vuốt đuôi không có lợi ích gì một bên khác lăng hàn cười nhạt tống lam thật thông minh suýt chút nữa đã bị nàng khám phá ra mục đích chân thật của mình lăng hàn xoay người nhìn về phía trước nơi này rất đơn sơ chỉ có mấy cây cột trèo chống đại điện trên mặt đất lại trống rỗng lăng hàn nhanh chay về phía cái bàn cuối cung điện trên cái bàn có một quyển sách hiển nhiên nó là vật mấu chốt hắn đi tới trước cái bàn nhưng không tùy tiện chạm vào quyển sách bởi tòa đại điện này trải qua năm tháng quá lâu ai biết quyển sách kia có bị phong hóa biến thành bụi hay không cho nên hắn vô cùng cẩn thận sách không có phong bì mặt ngoài cũng không có tên sách lăng hàn dùng thần thức cẩn thận lật từng trang trang thứ hai đã có chữ viết lăng hàn nhìn thấy và giật mình đây không phải công pháp cũng không phải tiên thuật mà là bút ký của tiên hiền lưu lại chiến lực của người này không mạnh hơn nữa lúc hóa đạo cũng chỉ có thực lực cấp giáo chủ tính ra cũng không có gì kinh người nhưng người này lại thích nghiên cứu lý luận nhất là nghiên cứu võ đạo cực hạn. Lam Hàn nhìn thấy người này suy luận trúc cơ cực hạn chính là có thể tu ra hai khối tiên đạo cơ thạch, thậm chí ba khối. Vị tiên hiền này thôi diễn chú đỉnh cực hạn chính là thập đỉnh. Trên thiên đỉnh, cho dù là tứ đỉnh, ngũ đỉnh cũng đã phá vỡ cực hạn, nhưng vị tiên hiền này xem ra, tam đỉnh chỉ là yêu cầu thấp nhất khi đột phá sinh đan cảnh, từ tam đỉnh đột phá sinh đan, con đường võ đạo đã chấm dứt. Trừ khi ăn được tiên dược cực kỳ nghịch thiên, nếu không tuyệt không có khả năng tiến vào chân ngã cảnh chín là cực hạn của thiên địa cho nên phá vỡ cực hạn mới thật sự là phá vỡ cực hạn thập đỉnh lăng hàn trầm ngâm từ xưa đến nay hắn chưa từng nghe nói có ai tu hành đến cảnh giới nghịch thiên như vậy nhưng hắn tu ra ba khối tiên cơ có tính là đánh vỡ cực hạn hay không hắn âm thầm tính ra hạn chế của một võ giả khi đột phá tứ đỉnh thất đỉnh cửu đỉnh không phải do thiên địa mà là tự thân bởi vì tiên đỉnh bài xích lẫn nhau cho nên sau khi đạt tới trình độ nhất định lực đẩy sẽ vượt qua tất cả, cho nên đạt tới cực hạn của người đó. Với hắn mà nói, tu ra cửu đỉnh quả thật có chút áp lực, nhưng hắn còn chưa sử dụng sinh linh lực trong cơ thể, nói cách khác, hắn thật sự còn có khả năng nghiền ép tiềm năng của mình. Hắn lại xem tiếp, vị tiên hiền này không chỉ suy đoán cực hạn đơn giản như vậy, mà là hắn còn nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ví dụ như nhắm vào trúc cơ, hắn đã sáng tạo ra một loại thủ đoạn có thể áp chế tiên cơ, như vậy có khả năng tu ra khối tiên cơ thứ hai. Nhằm vào chú đỉnh cũng thế, hắn cũng nghiên cứu ra một loại thủ đoạn để từng cái tiên đỉnh kiềm chế lẫn nhau, từ đó suy yếu áp lực của tiên đỉnh mới. Lăng Hàn càng xem càng kinh ngạc, vị tiên hiền này chính là quỷ tài. Đáng tiếc, vị tiên hiền này chết sớm, hắn chỉ sống được 8.000 năm, theo lý luận cường giả giáo chủ có tuổi thọ 4 vạn tuổi, cho dù phần lớn không sống được tới lúc đó nhưng 8.000 tuổi là quá đoản mệnh. Lăng Hàn đoán vị tiên hiền này nghiên cứu quá mức nghịch thiên, cho nên bị trời cao nhắm vào, từ đó dáng tâm ma làm hắn tráng nhiên mất sớm. Suy đoán này không phải không có đạo lý, cho nên tiên hiền này suy đoán cuối cùng chính là tiểu thừa cảnh cực hạn, trong đó đa số là nói nhảm, xem ra thần trí của hắn không còn thanh tịnh Lăng Hàn khép bút ký lại, nếu như truyền lưu thứ này ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn phát oanh động cực lớn, nhưng Lăng Hàn tin tưởng, cho dù có người biết bút ký này, nhưng có bao nhiêu người có thể đánh vỡ cực hạn chân chính. Kỳ thật, cho dù không có phần bút ký này, Lăng Hàn cũng có suy nghĩ trùng kích thập đỉnh, dù sao người đạt tới cửu đỉnh cực ít nhưng trong Bắc Thiên vực hiện tại cũng có khoảng 10 người. Đây là cực hạn sao? Hiện tại có bút ký của Tiên Hiền cổ đại, hơn nữa còn nghiên cứu ra một môn thủ đoạn có thể làm lực bài xích của tiên đỉnh triệt tiêu lẫn nhau, hắn có khả năng lớn tu ra thập đỉnh. Tốt, hắn có ý định xung kích thập đỉnh trước nay chưa từng có. Lăng Hàn lại tìm kiếm trong đại điện một vòng, hắn phát hiện một truyền tống trận cỡ nhỏ. Nơi này đã không còn thứ gì khác, hắn lập tức tiến vào truyền tống trận một tia sáng xuất hiện và hắn đã xuất hiện ở một nơi khác. Đây là bình đài cực kỳ to lớn, rõ ràng nó nằm ở vị trí cực cao, bởi vì bốn phía đều có mây trắng lưu động. Lăng Hàn đi đến bên cạnh, hắn nhìn ra bên ngoài, hắn lại kinh ngạc, bởi vì bình đài này phiêu phù trên bầu trời. Không chỉ như thế, bình đài này còn di chuyển với tốc độ cao, nhanh đến mức cho dù Lăng Hàn ngự khí phi hành cũng không thể đuổi kịp. Cho nên, Lăng Hàn không dám bay ra khỏi bình đài, hắn chỉ có thể nhìn tình huống chỉnh thể hắn cất bước đi tới trung tâm bình đài, chương 4376, lại lấy được một đạo tiên hà. Bình đài này không lớn, nơi này là một khu hoa viên, sau đó bị người ta móc ra, dùng thủ đoạn không biết để nó ngự không phi hành. Lăng Hàn đi không nhanh, nơi này cũng không có đối thủ cạnh tranh nên không cần thiết. Nhưng đi chậm hơn nữa, bình đài cũng chỉ lớn bao nhiêu đó, hắn đi không lâu đã tới giữa bình đài. Trên tế đàn có một cái hộp đen bịt kín, không biết bên trong là thứ gì. Lăng Hàn đưa tay lên, đột nhiên hắn cảm giác có thứ gì đó trong hộp. Hả, hắn suy nghĩ một lúc sau đó vận dụng hỗn độn cực lôi tháp bao phủ phía trước cái hộp, nếu có đồ vật đáng sợ xuất thế, hắn có thể dùng chuẩn đế binh chân áp. Lúc này, hắn mở hộp, xeo, hắn vừa mở ra một khe nhỏ thì một tia sáng bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức không hợp thói thường. Cho dù hắn có chuẩn bị nhưng khoảng cách hai bên quá gần, hắn còn chưa kịp phản ứng, phốc, tia sáng kia đã phá tan hỗn độn khí, lại đánh nát màn sáng tinh thần và đâm vào người hắn lang hàn bị đánh bay ánh mắt hắn tối sầm và hôn mê hắn chỉ hôn mê trong nháy mắt hắn cũng nhận tia sáng trong cái hộp là gì tiên hà lang hàn nói thầm trong lòng thật không nghĩ tới trong hộp lại có một đạo tiên hà nhưng hắn cũng đã có cách ứng phó tâm niệm vừa động huyễn cảnh hắc mang tập kích sau đó hỗn độn cực lôi tháp che chắn trước mặt làm xong tất cả lang hàn lập tức hôn mê không biết thời gian trôi qua bao lâu lang hàn tỉnh lại hắn cảm thấy ngực đau đớn và khó chịu không cách nào hình dung. Khốn kiếp, lần này thật sự lật thuyền trong mương. Lăng Hàn miễn cưỡng bỏ dậy, hắn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, sau đó dùng ý thức quét qua, hắn phát hiện bên trong có tia chớp biên cuồng oanh kích các nơi, giống như muốn đánh phá tháp lao ra. Cũng không may mắn, đây là mẫu kim tạo thành, không phải pháp khí nhị tinh bình thường, mặc nó xung kích thế nào cũng vô dụng. Lăng Hàn tươi cười, mặc dù mình bị đánh trúng một cái nhưng thu hoạch một đạo tiên hà, hắn không lỗ hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương thật sâu trên bụng hắn suýt bị chém thành hai đoạn hơn nữa trong vết thương còn có lực lượng lôi đình và sát khí đang tiếp tục phá hư vết thương từ đó suy yếu sinh mệnh lực của hắn lăng hàn vội vàng vận công áp chế hắn sử dụng bí lực tiêu trừ ảnh hưởng may mắn hắn không thiếu tiên dược lại tu luyện công pháp thánh cấp khu trừ năng lượng kỳ dị hơn nữa trong cơ thể hắn còn có hào quang lôi đình mặc dù thuộc tính khác nhau nhưng cuối cùng đều là lôi đình từ đó có thể tham chiếu lẫn nhau hắn có thể chậm rãi tìm tòi cấu tạo của lôi đình kia là thế nào bảy ngày sau thương thế của hắn khỏi hẳn hắn không đứng lên mà là tiếp tục tham ngộ bởi vì hắn phát hiện các lôi đình có liên hệ với nhau không hề nghi ngờ hắn đạt được đạo lôi đình thứ nhất mạnh nhất có thuộc tính hỗn độn chính là lôi đình đầu tiên trong thiên địa các lôi đình khác là do nó diễn hóa ra nhưng đạo lôi đình đầu tiên không hoàn chỉnh các lôi đình khác chính là bổ sung của nó từ đó gia tăng phẩm chất và giúp nó mạnh hơn hiện tại lăng hàn đang thôi diễn khả năng này ba ngày sau đó hắn ngừng lại hắn rút thuộc tính các lôi đình khác sau đó bổ sung vào trong hỗn độn thần lôi đây là việc không thực tế bởi vì lăng hàn không làm được cho dù các lôi đình khác có thể sánh ngang với thánh thuật lăng hàn có thể luyện hóa nhưng không đại biểu hắn có thể tùy ý điều động các lôi đình khác cho nên hắn muốn rút ra bộ phận thiếu thốn của hỗn độn thần lôi sau đó bổ sung cho hỗn độn thần lôi đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành trừ khi hắn là thánh nhân không có biện pháp hay sao? Có, Lăng Hàn nghĩ ra một khả năng, đó chính là dung hợp tất cả lôi đình, lấy hỗn độn thần lôi làm hạch tâm và luyện hóa thành một đạo. Hơn nữa, sau khi bước vào sinh đan không chỉ bảo lưu một đạo thần mang, cứ như vậy, từ 10 chọn một biến thành hai chọn một hắn phải chọn lựa giữa hỗn độn thần lôi và huyễn cảnh hắc mang. Nhưng hiện tại không cần tiến hành, thứ nhất hắn còn không có nghĩ ra biện pháp dung hợp tiên hà, thứ hai hắn nắm giữ lôi đình chưa đủ hoàn chỉnh, từ phần thiếu thốn của Hỗn Độn Thần Lôi, hắn còn thiếu hai đạo. Hai mắt Lăng Hàn sáng lên, đúng lúc nếu hắn tu thành thập đỉnh, hắn cũng còn thiếu hai đạo Lôi đỉnh. Tốt, vậy thì đi tìm thêm hai đạo tiên hà, đến lúc đó cửu lôi hợp nhất, uy năng của Hỗn Độn Thần Lôi tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn. Hắn đi vài vòng trên bình đài, hắn không tìm ra thứ gì tốt. Được rồi, hắn đã kiếm lợi lớn. Lăng Hàn ngự khí phi hành rời khỏi bình đài, hắn nhìn thấy bình đài dùng tốc độ kinh người biến mất khỏi tầm mắt hắn bay xuống dưới, xuyên qua tầng mây, qua một lúc lâu hắn mới đáp xuống đất. Nơi này vẫn là ma nguyên vực, bình đài trên không trung đã mang hắn rời khỏi thiên nhai hải giác. Lăng Hàn đi vào một tòa thành thị, hắn tiếp tục tìm kiếm tung tích tiên hà. Nơi này không thiếu cơ duyên, thậm chí số lượng tiên hà còn nhiều hơn, uy năng chỉ ít cũng sánh ngang bảo thuật cấp tôn giả, cho nên những kẻ bên ngoài không thể đạt được tiên hà, có ít người chậm chạp không đột phá, không phải là không thể, mà là đang chờ tiên hà. Lăng Hàn tiến vào từng hiểm địa, trải qua rất nhiều nguy hiểm và giao thủ với rất nhiều người, rốt cuộc hắn đã nhận được tiên hà, nhưng vận khí của hắn kém hơn rất nhiều, những tiên hà này không có thuộc tính lôi đình. Không có thuộc tính lôi đình cũng không thể lãng phí, Lăng Hàn thu tiên hà vào trong hỗn độn cực lôi tháp, về sau có thể đưa cho nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu. Thời gian nửa năm trôi qua tức thì, không đạt được tiên hà thuộc tính lôi đình nhưng Lăng Hàn lại sắp tu thành cửu đỉnh viên mãn. Không có biện pháp, hắn đạt được quá nhiều tiên dược bị hắn luyện chế thành đan mỗi ngày ăn một viên tu vi của hắn không tăng lên nhanh hay sao lại có tin tức tiên hà lang hàn liếc nhìn tư liệu lần này là rừng rậm quang minh nơi đó có thần quang lóe sáng cho dù thời điểm ban ngày cũng tỏa sáng không gì sánh kịp đi xem một chút hắn không biết lần này là tiên hà gì không biết có phải tiên hà thuộc tính lôi đình hay không nhưng từ tin tức đạt được hắn muốn nghĩ biện pháp hắn xuất phát đi về phía rừng rậm quang minh nửa ngày sau Hắn đã đi tới nơi, sở dĩ nơi này có tên là rừng rậm quang minh, bởi vì nơi này có cây cối phát sáng, cho dù vào ban ngày vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng ngập trời, nơi này càng sáng hơn vào buổi tối. Lăng Hàn cất bước tiến lên, hắn cũng không vội, tốc độ tiên hà quá nhanh, hắn dùng toàn lực cũng không thể đuổi theo, cho nên hắn thả lỏng tâm tình của mình xem như tản bộ. Chương 4377, chương Hữu Huyền. Lăng Hàn đi về phía trước, khắp nơi đều là cây cối đang phát sáng ánh sáng phát ra từ lá cây chúng tỏa ra ánh sáng vô cùng thuần khiết lăng hàn hái một chiếc lá và phát hiện lá cây không còn tỏa sáng nó biến thành lá cây bình thường thú vị hắn đi lại không mục đích khu rừng rậm này rất lớn không ai biết tiên hà đang ở nơi nào không biết lần kế tiếp tiên hà sẽ xuất hiện ở nơi nào cho nên lăng hàn không thèm để ý hắn đi lại tùy ý một ngày hai ngày thời gian trôi qua lăng hàn không có thu hoạch gì đừng nói không nhìn thấy tiên hà hắn còn không tìm được tiên dược và vật chất thần tính hắn lại gặp không ít hung thú thậm chí có đại thú chân ngã cảnh may mắn thần thức của hắn nhạy cảm hắn phát hiện trước tiên và đi vòng qua nếu như đụng phải hoặc hắn vận dụng thiên đạo hỏa hoặc hắn bóp nát lệnh bài đào tẩu không có khả năng thứ ba hắn cũng không gấp hắn không tìm ra tiên hà thì chiến đấu với hung thú ma luyện bản thân vào giữa trưa hôm nay hắn dừng chân tại một nơi sau đó nhóm lửa nướng thịt hắn chuẩn bị ăn trưa qua một lúc sau đã có mùi thịt truyền tới, Lăng Hàn thèm ăn nhỏ rãi, tự diếu mình đúng là ăn hàng. Hà, hắn lại nghe thấy âm thanh lạ, bởi vì hắn cảm thấy mặt đất run rẩy, dường như có người đang chạy nhanh về phía hắn. Xeo, một bóng người chui ra, đó là một người mập mạp tròn trịa khoảng 25 tuổi. Huynh đệ, chạy nhanh đi, đằng sau có hung thú. Mập mạp dùng thần thức nói chuyện với Lăng Hàn, Lăng Hàn hơi sướng sờ, hắn cũng sinh ra hảo cảm với mập mạp, bởi vì thời điểm đang chạy chối chết còn cảnh báo người qua đường, dạng người như thế rất ít. Đương nhiên, con hung thú đằng sau do mập mạp dẫn tới, hắn là kẻ cầm đầu. Âm âm, mặt đất rung động rất mạnh, từng cây cối ngã xuống, chỉ thấy một con hung thú lao tới. Đây là một con thiết bối như chiều dài 10 trượng, cao hơn 5 6 trượng, toàn thân đen nhánh giống như tiên kim đúc thành, toàn thân của nó đều là màu kim loại. Ngoá, tại sao ngươi không chạy? Mập mạp đã chạy đi một đoạn, hắn nhìn thấy Lăng Hàn vẫn đứng tại chỗ thì dừng bước. Thấy Lăng Hàn vẫn không trả lời, hắn dậm chân chạy trở về. Thiết bối như giết tới, hai cái sừng nhọn sắc bén như lưỡi đao đụng vào Lăng Hàn. Mập mạp giết tới, hắn đấm ra một quyền ngăn cản thiết bối nghiêu. Bành, mập mạp bị đụng bay ra ngoài, thân thể thiết bối nghiêu hơi dừng lại. Ngoá, Nó, ta nói đại huynh đệ, người chơi ta đúng không? Còn không chạy, mập mạp quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy Lăng Hàn vẫn đang nhàn nhã nướng thịt sắc mặt hắn biến thành màu đen. Hắn không phải đối thủ của thiết bối nghiêu, nếu không cũng không cần bị con hung thú này đuổi chạy trối chết như thế, hắn cũng không muốn vì mình mà hại chết người khác, lúc này mới dứt khoát quay đầu nghênh kích. Nhưng lăng hàn lại đang nướng thịt, thật sự làm hắn tức chết mà. Lúc này, thiết bối nghiêu lắc lắc đầu, nó càng tức giận hơn trước, nó cào chân vào mặt đất và lao vào mập mạp. Đuổi theo bàn ra ngươi đi, mập mạp ngoác ngón tay, sau đó hắn chạy đi, chỉ cần hắn dẫn thiết bối nghiêu đi, Lăng Hàn tự nhiên an toàn. Hắn làm người rất có nguyên tắc, chính mình sông hỏa tuyệt không để người khác gánh. Bang, đằng sau có tiếng nổ vang lên giống như có vật nặng bị đụng bay. Nhưng mập mạp không nghe thấy, tốc độ của hắn vượt xa vận tốc âm thanh, hắn vừa chạy vài bước lại phát hiện thiết bối như không đuổi theo, hắn dừng lại. Hắn quay đầu nhìn sang, hắn há hốc mồm và ngạc nhiên không thôi. Hắn nhìn thấy lăng hàn vẫn ngồi đó nướng thịt, còn con thiết bối như bị đánh bay xa trăm trượng, trên mặt đất xuất hiện vết ngấn rất dài. Chuyện này, chẳng lẽ là tiểu tử kia xuất thủ đánh bay thiết bối nghiêu? Cần phải biết rằng, mình đã là thất đỉnh, chiến lực có thể địch lại hung thú bát đỉnh, hắn còn đánh không lại thiết bối nghiêu, nhưng tiểu tử kia dùng một quyền đánh bay thiết bối nghiêu, thực lực của hắn mạnh thế nào? Ngoá, thì ra là mãnh nhân, mập mạp đi tới, ôm quyền nói, thất kính thất kính, tại hạ là Trương hữu Huyền, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Lăng Hàn đang chuyên tâm nướng thịt, hắn không ngẩng đầu lên và nói. Lăng Hàn, Mập mạp này nhân phẩm không tồi, trong tình huống như vừa rồi còn có thể quay lại, từ đó Lăng Hàn sinh ra hảo cảm với hắn, cho nên cũng nói cho đối phương biết tên thật của mình. Trương Hữu Huyền giống như rất quen thuộc Lăng Hàn, hắn đặt mông ngồi cạnh và nói. Đói bụng, có thể chia một ít không? Lăng Hàn cười cười, hắn dùng đao cắt thịt thành hai nửa, sau đó cầm một khối cho mập mạp. Trương Hữu Huyền lập tức ăn thịt, hắn nói. Mãnh Nam Huynh, người cũng đến đây tìm kiếm tiên hà sao? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói không sai ai ta khuyên ngươi nên chết tâm này đi tốc độ của tiên hà nhanh đến mức biến thái vừa lóe sáng đã biến mất căn bản không thể đuổi theo nó mập mạp vừa ăn vừa nói hắn nói mơ hồ không rõ lang hàn hỏi ngươi gặp qua gặp qua thật nhiều lần mập mạp nói nhìn thấy ở nơi nào lang hàn lại hỏi tại một hẻm núi nhỏ ta bị một con hung thú truy sát ta chạy trốn vào trong đó kết quả con hung thú kia không dám theo vào mập mạp nói ta đi lại trong hẻm núi đó, kết quả ta vừa đi ra đã gặp phải tiên hà. Không nói gạt ngươi, ta cũng nghĩ bắt lấy tiên hà, kết quả bị nó đụng bay vào bụi rậm. Hẻm núi kia ở đâu? a à, ngươi muốn thu tiên hà sao? Mập mạp lắc đầu, nói, mãnh nam huynh, không phải ta dồn nước lạnh lên ngươi, nhưng tốc độ của tiên hà quá nhanh, căn bản không phải chú đỉnh có thể đuổi theo. Lăng Hàn cười một tiếng, không sao, chỉ cần ngươi nói cho ta biết nó ở đâu là được, ta đi tìm vận may. Tốt, ta dẫn người đi, mập mạp nói, hắn nói với lang hàn, bởi vì chỗ đó không dễ tìm, ta dẫn người đi đi. được. sau khi hai người ăn xong, mập mạp dẫn lang hàn lên đường. hai người đi cong cong vòng vo không ít thời gian mới tới được nơi cần đến, chỉ thấy cửa vào hẻm núi rất bí ẩn, không tìm kiếm cẩn thận sẽ khó phát hiện ra. ta chỉ hoảng hốt chạy bừa, lúc này mới có thể tiến vào. mập mạp ngượng ngùng nói ra, lang hàn cười nói, tại sao người bị hung thú truy sát, ta cũng không biết trương hữu huyền lắc đầu nói chẳng lẽ bởi vì ta nhiều thịt có khả năng lang hàn nhanh chân đi vào hẻm núi trương hữu huyền do dự một chút hắn đi theo vào đây thật là hẻm núi rất nhỏ thọc sâu không hơn trăm trượng vách núi hai bên rất thấp bị cây cối cao lớn che giấu nhàn rỗi cũng nhàn rỗi hai người hàn huyên với nhau mập mập là người hay nói hơn nữa hắn còn vui vẻ chia sẻ tai nạn xấu hổ của mình dẫn tới lang hàn thỉnh thoảng cười to đúng lúc này xèo một tia sáng bay tới chương 4378, Chu Tà Thần Lôi. Đến rồi, Lăng Hàn ngửa đầu nhìn lên, ánh sáng này nhanh kinh người, nó xoay quanh hẻm núi. Phát động nhãn thuật, hắn thấy rõ ràng, tia sáng kia là lôi đình tạo thành, nhưng còn có ánh sáng thần thánh tỏa sáng, hiển nhiên là lôi đình thuộc tính đặc biệt. Hắn tươi cười, rốt cuộc hắn đã tìm được, mãnh nam huynh, người muốn hù tiên hà này. Trương Hữu huyền hỏi, Lăng Hàn mỉm cười, nói, đúng thế, hắn vận dụng huyến cảnh hắc mang, ánh sáng trên bầu trời dừng lại giống như chúng định thân thuật. Lăng Hàn ngựa khí phi hành, hắn dễ dàng thu lôi đình vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Đơn giản không gì sánh được, hắn nhìn về phía Trương Hữu Huyền, nhìn thấy mập mạp đã ngẩn người, hắn há hốc mồm và mở to mắt nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cười to, hắn quay người đi ra ngoài hẻm núi. Trương Hữu Huyền lúc này mới khôi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo Lăng Hàn. Mãnh Nam Huynh, Mãnh Nam Huynh, hắn kêu lên, trên mặt đầy sùng bái. Ngươi thật trâu bò mà, ta phục, hoàn toàn phục rồi. Lăng Hàn dừng bước lại, nghĩ nghĩ, hắn nói. Tặng ngươi một cơ duyên, không biết ngươi có dám muốn hay không? Có cái gì không dám? Trương Hữu Huyền tràn đầy lòng tin, có ai sợ cơ duyên chứ? Tốt, Lăng Hàn lấy một đạo tiên hà ra khỏi hỗn độn cực lôi tháp và đánh vào trong người Trương Hữu Huyền. Ôi mà ơi, Trương Hữu Huyền kêu la thảm thiết, tiên hà đã đánh vào trong cơ thể hắn, hắn khó chịu sắp thổ huyết mặc dù tiên hà này không bằng hỗn độn thần lôi canh kim dương lôi nhưng uy năng vô cùng cường đại nếu không phải như thế tại sao đám thiên kiêu lại tranh cướp nhau như vậy chí ít tiên hà có thể tương đương với bảo thuật cấp tôn giả nhưng trương hữu huyền cũng biết đây là cơ duyên to lớn hắn vội vàng áp chế đau đớn khi tiên hà va chạm vào cơ thể hắn sử dụng tiên đỉnh vây khốn tiên hà sau đó hắn bắt đầu luyện hóa tiên đỉnh khẳng định là kiên cố hơn cơ thể chú đỉnh bởi vì bây giờ không có biện pháp hắn chỉ có thể dùng tiên đỉnh như pháp khí. Nhất là hoàng kim tiên đỉnh còn cứng hơn cả tiên kim nhị tinh, lưu ly đỉnh, kim ngọc đỉnh không cần nói cũng rõ ràng. Oanh, 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 tiên hà không ngừng oanh kích tiên đỉnh, nó muốn phá đỉnh ra ngoài, trường mập mạp cắn răng chống đỡ, nếu hắn thả lỏng sẽ mất đi cơ duyên. Một lúc sau, hắn dần dần ổn định, lang hàn cười một tiếng, hắn nghênh ngang rời đi, hẻm núi này rất bí mật, mập mạp có thể an tâm luyện hóa tại đây. Hắn cũng tìm một nơi an toàn, sau đó thả tiên hà lôi đình ra sau đó vận dụng nguyễn cảnh hắc mang công kích tiên hà lăng hàn lại sử dụng tiên đỉnh luyện hóa đối với lăng hàn mà nói luyện hóa tiên hà là việc đơn giản ba ngày sau hắn đã đại công cáo thành tiên hà kia tên là chu tà thần lôi chín cái tiên đỉnh chín đạo tiên hà hiện tại chỉ còn một tiên đỉnh sau đó lại bắt giữ và luyện hóa một đạo tiên hà hắn có thể trùng kích thập đỉnh xưa nay chưa từng có nhưng từ xưa tới nay có ai tu thành thập đỉnh chưa lăng hàn hoài nghi bởi vì hắn hiện tại biết thật nhiều thiên tài đế tộc không có bài danh tinh võng thậm chí bọn họ còn không có tài khoản tinh võng trong đó chắc chắn có thiên tài khoáng thế cho nên có một ít thiên tài không lên tinh võng như vậy có một ít thiên tài tuyệt đỉnh tu thành thập đỉnh hay không tuyệt đối không nên xem thường bất cứ vị tổ vương nào đây chính là bá chủ một thời đại là tồn tại mạnh nhất thiên hạ chẳng lẽ không ai nghĩ tới chú đỉnh có thể tu ra thập đỉnh hay sao chẳng lẽ không thể sử dụng thủ đoạn giảm lực bài xích của tiên đỉnh chưa nghe nói qua không có nghĩa là không tồn tại. Lăng Hàn không dám tự đắc, giống như lúc hắn vừa vượt tiên môn, chẳng phải hắn cũng nhìn thấy có bóng người vượt qua tiên môn viễn cổ hay sao? Đám người thủy nhất, vạn đạo có khả năng xây dựng ra viễn cổ tiên cơ, tiên đỉnh của bọn họ cũng có phẩm chất giống ta. Hắn thì thào tự nói, đầu tiên không cần suy nghĩ quá nhiều, không tu thành thập đỉnh, tất cả chỉ là giả dối. Lăng Hàn vừa đi vừa lưu ý tin tức tiên hà, mặc dù hắn đã thu được không ít, hắn lại cần nhất chính là tiên hà thuộc tính lôi đình trừ phi không có cách nào bằng không hắn sẽ tận lực chờ đợi tin tức tiên hà không truyền ra ngoài nhưng tin tức liên quan đến đám người phong kế hành tống lam lại không ít nghe nói bọn họ có chiến lược vô song cho dù là sinh đan bản thổ tại ma nguyên vực cũng không phải đối thủ của bọn họ cho nên bọn họ đều có được thanh danh hiển hách ngay cả những lão quái vật chân ngã cảnh cũng phải lau mắt mà nhìn hiện tại phong kế hành đang dẫn đầu hắn tổ chức liên thủ võ giả bản thổ và người bên ngoài xung kích ác ma thâm uyên. Ác ma thâm uyên là nơi cực kỳ nguy hiểm, hung thú tụ tập thành đàn, càng đáng sợ hơn chính là đàn kiến thâm uyên có hình thể to như con bò, một tổ có tới mấy vạn con, hơn nữa đầu lĩnh đều có cấp bậc sinh đan cảnh. Nếu như bị đám kiến vây công, cho dù là cường giả chân ngã cảnh cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, ác ma thâm uyên chính là cấm khu của sinh mạng, không người nào dám xông vào. Nhưng đàn kiến thâm uyên cực kỳ đáng sợ, nhưng kiến chúa lại sinh ra chất lỏng kỳ dị nó dùng luyện thể sẽ trợ giúp võ giả thoát thai hoán cốt thân thể sẽ cứng rắn và cường đại lăng hàn suy nghĩ một lúc hắn quyết định bế quan khổ tu sẽ không tham gia náo nhiệt hắn cách cửu đỉnh đỉnh phong càng ngày càng gần tiếp theo hắn sẽ sung kích thập đỉnh làm sao có thời giờ đi ác ma thâm nguyên lại nói hắn đã rèn luyện thân thể vô cùng cứng rắn nếu dịch kiến có thể giúp hắn luyện thể như vậy chỉ có thể nói thứ này đang dệt hoa trên gấm lăng hàn an tâm tu luyện qua một tháng, hắn đã đột phá cửu đỉnh đỉnh phong. Sau đó mới là lúc khó khăn nhất, hắn phải đột phá thập đỉnh. Chỉ ít, Lăng Hàn không nhìn thấy ai có thể đột phá cảnh giới này, đây là đỉnh phong chân chính của chú đỉnh, từ xưa đến nay, có lẽ khó có mấy người đạt tới độ cao như vậy. Đứng ở nơi cao sẽ lạnh, Lăng Hàn không có vật tham chiếu, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hắn cũng không vội đột phá, mà là triệt để yên tĩnh, mỗi ngày đều uống chút trà, lật xem tư liệu, nhìn xem có tin tức của đám người nữ hoàng hay không. Bảy ngày sau, một tin tức quan trọng truyền đến, phong kế hành đã kết thành một chi đại quân xuất phát đi ác ma thâm uyên. Lăng Hàn cũng thử xung kích thập đỉnh, hắn vận chuyển thủ đoạn của vị tiên hiền kia, sau đó bắt đầu thai ngén hạch tâm tiên đỉnh thứ 10, ông, chín tiên đỉnh lập tức phóng xuất lực bài xích, bởi vì chúng va chạm lẫn nhau nên lực bài xích giảm đi không ít. Rất tốt, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, quả nhiên vị tiên hiền kia chính là quỷ tài, Bản thơ hắn chưa tu ra thập đỉnh nhưng phương hướng suy diễn lại chính xác. Nhưng cho dù thủ đoạn này cũng chỉ cắt giảm một ít lực bài xích của tiên đỉnh, chín tiên đỉnh cũng phát huy sẽ tạo ra biến hóa về chất. 3 3 3, Lăng Hàn ngưng tụ thành Hạch Tâm Tiên Đỉnh đã vỡ vụn. Chín là cực hạn của thiên địa, giống như trời cao không cho phép có thập đỉnh sinh ra, đây là một loại áp chế cực kỳ đáng sợ. Chương 4379, thập đỉnh. Lăng Hàn cao mày, xem ra nghiên cứu của vị tiên hiền kia là đúng nhưng hắn đã đánh giá thấp lực cản của thiên địa. Dù sao, vị tiên hiền kia chưa tu ra thập đỉnh. Tưởng tượng vô căn cứ chính là bàn việc binh trên giấy, có nhiều vấn đề chỉ có thử nghiệm thực tế mới biết, khi đó sẽ có phát hiện mới. Ông, 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 chín tiên đỉnh cùng chấn động tạo thành áp lực to lớn, lang hàn không cách nào tu thành thập đỉnh trong trạng thái như vậy, hạch tâm vừa mới tạo thành đã nghiền nát. Lang hàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sử dụng sinh linh lực trong cơ thể, bằng không hắn vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ hiện tại lực lượng nhỏ bé xuất hiện, mỗi một đạo sinh linh lực sẽ không có ý nghĩa, nhưng tụ ít thành nhiều sẽ biến thành lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn lại thu thành Hạch Tâm Tiên Đỉnh mới, hắn dùng sinh linh lực tiến hành bao phủ, lúc này tạo thành một đạo bình chướng chống cự áp chế của Tiên Đỉnh. Đối kháng lại, Lăng Hàn tươi cười vui vẻ, sinh linh lực trong người cộng thêm thủ đoạn của Tiên Hiền liên hợp lại, Hạch Tâm Tiên Đỉnh vừa mới sinh đã có thể thừa nhận áp lực. Ầm, um, đột nhiên có một tiếng sấm sét nổ vang, mây đen cuồn cuộn ập xuống lôi điện vần quanh trong tầng mây. Tu thành thập đỉnh, bị trời ghen ghét, Lăng Hàn bảo vệ chặt bản tâm, mặc dù thiên địa tức giận nhưng thiên địa sẽ không dáng thần lôi vô thượng xóa hắn đi, dù sao hắn không làm ra tội ác tày trời gì, cho nên công kích hắn chính là tâm ma. Quả nhiên, một tia sáng lao tới và hình thành hình người màu vàng trong thức hải của Lăng Hàn, hình người cầm đại đao chém loạn, dường như nó muốn oanh phá thức hải của hắn, biến hắn thành thân thể không hồn. Úm, Lăng Hàn lại vận dụng Lục Tứ Minh Vương chú cho dù chỉ có một chữ và không phải chân truyền của Phật tộc, lục tự minh vương chú vẫn có tác dụng trừ tà ngăn cản tâm ma. Sau khi hắn hô xong, hình người lại suy yếu một ít. Lăng Hàn cười ha ha, thần thức hóa thành hình người, hắn ra tay ngăn cản hình người màu vàng. Bang, 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 hai bên kịch chiến, Lăng Hàn vừa tấn công vừa vận dụng lục tự chân ngôn, hắn không ngừng suy yếu hình người màu vàng kia. Chỉ qua vài phút sau, hình người màu vàng đã bị Lăng Hàn chém giết. Lăng Hàn không buồn không lo, hắn tiếp tục ngưng tụ hạch tâm thập đỉnh lúc này hạch tâm vừa mới hình thành nếu như bị chín đại tiên đỉnh tiếp tục chèn ép hạch tâm sẽ vỡ nát ngay lập tức ba ngày ba đêm sau lăng hàn ngừng lại thập đỉnh đã hình thành thân đỉnh việc này cũng có ý nghĩa lăng hàn đã bước vào thập đỉnh ta hiện tại mạnh bao nhiêu lăng hàn thì thào hắn rất tò mò chiến lược của mình mạnh đến mức nào từ lực lượng tăng lên có lẽ ta đạt tới sinh đan nhị trọng thiên như vậy tăng thêm các loại bí pháp ta có thể chiến với sinh đan tam trọng thiên thậm chí còn có thể đánh thắng. Việc này có ý nghĩa vô cùng kinh người, sau khi bước vào thập đỉnh, chiến lực của hắn đã tăng thêm vài trọng thiên. Có thể đi đồng gia, Lang Hàn nói thầm trong lòng, hắn đã sớm muốn đi tính sổ với Đồng gia, nhưng nháy mắt đã qua nửa năm, hắn vẫn không có hành động cụ thể. Hiện tại là thời điểm hắn thực hiện quyết tâm của mình. Lang Hàn lên đường đi tới Đồng gia, Đồng gia là thế lực sinh đan cảnh, cũng được xem là thế lực cường đại trong ma nguyên vực bọn họ chiếm cứ một tòa thành và làm bá chủ trong tòa thành này. Trong tòa thành, trừ Đồng Gia Gia, không còn thế lực chú đỉnh cảnh nào, từ đó xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Bởi vì Đồng Gia không cho phép có thế lực như vậy sinh ra, một khi có nhà ai đột phá đến chú đỉnh, Đồng Gia sẽ xuất thủ, có lẽ sẽ dùng phương thức thông gia hấp thu vào Đồng Gia, có lẽ sẽ trực tiếp phế bỏ tu vi, thậm chí giết chết. Mặc dù Đồng Gia bá đạo như vậy nhưng không có người nào dám phản kháng, bởi vì Đồng Gia quá mạnh ba lớn sinh đan cảnh tọa chân có thể sánh bằng mấy trăm chú đỉnh, cho dù chỉ phái cao thủ trúc cơ cũng có thể tiêu diệt các thế lực trong thành. Sau khi Lăng Hàn tiến vào thành thị, hắn chỉ hỏi một người thì tìm được Đồng Gia. Đồng Gia quá nổi tiếng, hơn nữa người bị Lăng Hàn hỏi tin tức đã chạy đi thật nhanh, giống như hắn là chuột chạy qua đường. Lăng Hàn lắc đầu, Đồng Gia đây tạo bao nhiêu nhiệt mà bị người ta hận như thế, chỉ cần dính vào Đồng Gia một ít sẽ biến thành ác nhân. Hắn nhanh chân đi tới cổng Đồng Gia, này, người nào dám xông vào đồng ra hai tên thủ vệ cổng đã đưa tay lên thanh đao đeo bên hông nhìn thấy lăng hàn vẫn đi tới hai người đã rút đao ra một nửa và quát lăng hàn lăng hàn hừ một tiếng chỉ là chó săn cũng xứng hỏi tên ta lớn mật hai người quát lớn và rút đao chém tới lăng hàn đánh ra hai đạo chỉ kình hai người kia ngã xuống đất mi tâm bị phá vỡ máu tươi chảy ra ngoài hắn không xem đây là việc gì đáng kể hắn nhanh chân đi vào cửa rất nhiều người ngoài đường nhìn thấy việc này từ đó dẫn phát chấn động rất lớn, bọn họ hô bằng gọi hữu tới quan sát, chờ mong lăng hàn mãnh long quá giang đánh nổ đồng ra. Nhưng không có người nào dám xông vào đồng ra, chỉ có thể đứng ngoài xem mà thôi. Lăng hàn tiến vào cửa lớn, phía trước xuất hiện con đường thật dài, hai bên là hoa viên trồng nhiều kỳ hoa dị thảo. Hắn chưa đi được vài bước, hắn nhìn thấy có vài người nhảy ra chặn đường, mỗi người đều mang theo vẻ mặt hung thần ác sát. Từ xưa tới nay chỉ có đồng ra bọn họ khi dễ người khác, làm gì có đạo lý bị người khác đánh tới tận cửa. Giết, những người này cầm binh khí chém Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất thủ, hắn đấm ra một quyền hòa thành kinh lực kinh khủng bao phủ đám người kia. Dừng tay, cùng lúc đó, cũng có người gào to nhưng đã chậm, chỉ thấy Lăng Hàn xuất quyền, tiếng nổ ầm 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 vang lên, sóng xung kích đánh đám người kia ngã như gạ. Ba ba ba, sau khi những người này ngã xuống, mỗi người đều đoạn tuyệt sinh cơ. Mẹ nó, người vừa quát bảo dừng tay đã xuất hiện trong hành lang, hắn mắng một câu, sau đó nổi giận nói với lăng hàn tiền huynh người tới bái phỏng đồng gia ta tự nhiên hoan nghênh tại sao ngươi lại ra tay giết người hiện tại lăng hàn đã ngụy trang thành dáng vẻ trong hắc thiên miếu ba sinh đan đồng ra sau khi trở về cũng vẽ dung mạo của lăng hàn cho người trong tộc xem nếu lăng hàn đến thăm sẽ chiêu đãi thật tốt cho nên người kia nhận ra lăng hàn hắn mở miệng ngăn cản nhưng đã chậm bởi vì ba đại lão sinh đan đã phân phó phải chiêu đãi lăng hàn thật tốt cho nên sau khi nhìn thấy lăng hàn hành hung giết người Người đồng gia kia cũng chỉ có thể đánh gãy răng nhưng phải nuốt vào bụng, không có tức giận xông lên. Lăng Hàn nhún vai nói: "Dám xuất thủ với ta, chết cũng đáng đời." Người đồng gia giận dữ, hắn chỉ có thể siết chặt nắm đấm, qua một lúc mới nói: "Gia chủ đại nhân đã chờ ngươi rất lâu, mời đi theo ta." Dẫn đường đi, Lăng Hàn lên đường, tự nhiên làm cho người đồng gia chịu một vạn điểm thương tổn.